Những sa mạc nóng bỏng vô tận thoạt nhìn có vẻ vô hồn. Nhưng ở nơi toàn cát này, bạn có thể gặp những sinh vật nguy hiểm và đôi khi là đáng sợ đấy. Một số trong số chúng có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, nhưng một số khác có thể khiến bạn khắc ghi mãi mãi. Cùng làm quen với chúng, bắt đầu với những điều nguy hiểm và kết thúc bằng những cơn ác mộng có thật nhé. Thì bạn đã đi qua sa mạc và nhìn thấy một con gấu bông lớn với bàn tay rộng mở. Bạn hiểu rằng đó có thể là một ảo ảnh, nhưng bạn vẫn đến gần hơn. Chuẩn rồi, nó không phải là đồ chơi ấm áp mà là một cây xương rồng khổng lồ. Có điều gì đó rất kỳ quặc. Nhờ một số lông tơ kỳ lạ, cành cây trông giống như tay của một con gấu bông ấy. Tuy nhiên, đây không phải là lông tơ mà là hàng nghìn mũi kim mỏng. Và chúng là lý do bạn không nên đến gần hơn. Cây này được gọi là lũa xương rồng. Xương rồng Chola Jumping hoặc Teddy Bear Chola. Nó mọc ở vùng sa mạc Arizona và phía bắc Mexico. Đừng lo lắng, loài xương rồng này sẽ không tấn công bạn, nhưng nó sẽ bám vào da hoặc quần áo nếu bạn chạm vào đấy. Một chiếc áo khoác lông như vậy sẽ bảo vệ cây xương rồng khỏi động vật, tạo bóng mát và bảo vệ nó khỏi sức nóng. Các nhánh bên là bộ phận quan trọng nhất của cây vì chúng thực hiện quá trình quang hợp và tích tụ một lượng lớn độ ẩm bên trong. Vì vậy, bất chấp mọi nguy hiểm, cây xương rồng có thể hữu ích cho những người lang thang trên sa mạc đấy. Và mối nguy hiểm ở đây là phần gai nhọn. Nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy chúng có hình móc câu. Một cú chạm thôi là hàng trăm chiếc gai cắm vào ngón tay bạn. Việc loại bỏ chúng khá khó khăn và gai này gây ra cảm giác đau đớn khó chịu. Nhưng điều thú vị nhất ở loài xương rồng này là cách nó sinh sản, cây tự nhiên bản ở một nơi mới. Khi động vật và con người vượt qua lũa xương rồng, va chạm vào nó, cây sẽ tách ra một mảnh nhỏ cùng với chiếc gai. Ngay khi bạn ném mảnh này xuống đất, nó sẽ bén rễ và bắt đầu phát triển. Mức độ nguy hiểm đang tăng lên. Con quái vật tiếp theo từ sa mạc đang chạy về phía ta, và đó là một con đà điểu. Nhiều người cho rằng loài vật này là lũ hèn nhát, chỉ biết giấu đầu trong cát. Rất có thể bạn sẽ thay đổi suy nghĩ nếu không may mắn gặp được một con đấy. Thông thường đà điểu không hung dữ, nhưng bạn nên bỏ chạy nếu đến gần tổ của chúng. Mặt khác, bạn sẽ không thể làm được điều đó vì đà điểu di chuyển với tốc độ 70 km/h. Bạn cần có xe hơi để thoát khỏi chúng đấy. Chúng chạy và dùng ngực tấn công kẻ thù. Đã có trường hợp đà điểu tấn công xe tải và gây thiệt hại đáng kể à nha. Nhưng mối nguy hiểm chính mà loài chim này sở hữu là đôi chân khỏe với móng vuốt sắc nhọn. Chúng có thể tung ra những cú đánh mạnh mẽ và thậm chí đánh bại một đối thủ đang tiềm năng nữa. Vì vậy, nếu bạn nhìn thấy đà điểu ở đằng xa, liều liệu mà đi hướng khác nhé. Chú thằn lằn đốm nhỏ này hầu như luôn sống dưới lòng đất ở các sa mạc khô cằn phía tây Nam Hoa Kỳ và tây bắc Mexico. Thỉnh thoảng nó ra ngoài tìm bữa trưa. Trông thì có vẻ dễ thương nhưng thực chất nó là quái vật Gila nguy hiểm đấy nhé. Lớp da này của nó bảo vệ loài khổ chủ khỏi diều hâu, chó sói và những kẻ săn mồi khác. Nhưng phương thức bảo vệ chính của nó là nọc độc cơ. Rắn và nhện tiêm chất độc bằng những chiếc răng nanh dài như kim. Còn quái vật Gila kẹp chặt và nhai con mồi để phát tán nọc độc. Và khi nó cắn người, nó có thể ngậm vết cắn rất lâu. Loại bỏ con vật là một việc khó khăn. Những người đã trải qua tác động của nọc độc cho biết cảm giác như thể magma nóng chảy qua tĩnh mạch vậy. Mặc dù vậy, loài thằn lằn này hóa ra lại có ích cho khoa học. Các bác sĩ sử dụng nọc độc của nó để tạo ra thuốc điều trị bệnh tiểu đường và béo phì đấy. Thời cơ đã đến, bây giờ bạn sắp gặp một trong những sinh vật đáng sợ nhất sống trên sa mạc. Hãy im lặng và lắng nghe sự lặng im nhé. Đứng yên, không có ai xung quanh. Đột nhiên, bạn nghe thấy tiếng rít phát ra từ bên dưới. Bạn cúi đầu xuống và nhìn thấy nó. Một con nhện lớn màu vàng có kích thước bằng lòng bàn tay con người, với bộ hàm khỏe mạnh và đôi chân dài ẩn mình trong chiếc bóng của bạn. Bạn chạy té khói khỏi con quái vật này trong nỗi kinh hoàng, nhưng nó lại đuổi theo bạn. Không dễ để làm điều đó trong tình huống này, nhưng hãy cố bình tĩnh. Sinh vật này không quan tâm đến bạn. Nó chỉ muốn nhờ cái bóng của bạn để trốn khỏi ánh nắng thiêu đốt thôi. Dù sao thì tốt nhất là đừng chạm vào nó. Nhẹ nhàng mà nói,
bộ hàm mạnh mẽ của nhện lạc đà có thể gây ra cảm giác khó chịu. Và nhân tiện, sinh vật này thực ra không phải là nhện. Vâng, nó thuộc lớp nhện, nhưng nó là một loài riêng biệt, tên là Zolpugit. Nó thích cắn, nó không sợ gì và khá hung dữ. Nhện săn côn trùng, thằn lằn, loại gặm nhấm và chim nhỏ. Nó cũng có thể di chuyển với tốc độ 16 km/h. Đối với kích thước nhỏ như vậy thế là rất nhanh. Bạn cần phải là một vận động viên chuyên nghiệp để chạy khỏi nó. Thông thường bạn có thể tìm thấy nhện lạc đà ở các sa mạc ở Trung Đông, nhưng chúng cũng sống ở Mexico và Tây Nam Hoa Kỳ. Những kẻ chạy bộ này sống về đêm và cố gắng tránh ánh nắng mặt trời vào ban ngày. Vì vậy chúng luôn săn lùng bóng mát của bạn. Nhân tiện, chúng có tên như vậy vì loài này thường trốn trong bóng của lạc đà. Bạn sẽ không phải trốn chúng vào ban ngày, nhưng chúng sẽ muốn truy đuổi bạn vào ban đêm, đặc biệt nếu bạn đốt lửa. Zolpugit luôn chạy ra phía ánh sáng với hy vọng ăn được thứ gì đó. Một số con còn tạo ra tiếng rít lên để xua đuổi kẻ thù. Bây giờ hãy bình tĩnh lại một chút và rời khỏi sa mạc nóng bức. Chúng ta đang đi vào vùng nhiệt đới ẩm ướt của Tanzania. Dưới vỏ cây, lá rụng và trong hang động tối tăm, bạn có thể gặp một trong những sinh vật đáng sợ nhất trên trái đất, loài bọ cạp có roi không đuôi. Hãy tưởng tượng một con bọ cạp to lớn không có đuôi với thân hình phẳng lì trông như bị vật gì đó đè lên. Trông thì tương tự như nhện nhưng không có tuyến nồng độc và không thể răng mạng. Con quái vật này im lặng và nhanh như chớp. Nhưng điều đáng sợ nhất là hai móng vuốt phía trước của nó, thứ dài gấp đôi chính sinh vật này. Bất kỳ con mồi nào nó bắt được cũng sẽ không bao giờ thoát nổi. Cuộc sống trong hang động tối tăm đã làm hỏng thị lực của nó, nên con bọ cạp roi cố gắng tránh ánh nắng mặt trời. Trong quá trình lột xác, nó trèo lên trần hang và từ từ thoát ra khỏi lớp da cũ. Hãy tưởng tượng khi hướng đèn pin của bạn đến đó và nhìn thấy mấy cái kén nhỏ trong đó có những con nhện nhợt nhạt với đôi chân dài quá mức đang bò ra mà xem. Nếu thực sự gặp tình huống thế thật thì hãy bình tĩnh và từ từ đi xa nhất có thể. Cẩn thận đấy, con bọ cạp dài có thể bò vào dưới quần áo của bạn trong giây lát và ngoạm vào bụng bạn. Và đó chưa phải là phần tồi tệ nhất đâu. Đùa tí thôi. Tạo vật xinh đẹp này là một trong những sinh vật nhút nhát và vô hại nhất trong số các loài nhện và bọ cạp. Nó sợ bạn và sẽ không bao giờ tấn công. Nhiều người coi sinh vật này đẹp và nuôi chúng trong bể thủy tinh. Nếu bạn muốn có thú cưng như vậy, hãy quan sát cẩn thận để nó không bỏ chạy khỏi nhà nhé. Nếu điều đó xảy ra, sẽ rất khó để bắt lại được. Trong chốc lát, nó có thể chui xuống gầm giường của bạn hoặc chui qua những khoảng trống trên sàn nhà. Sau đó, nó sẽ đi đến căn hộ hàng xóm của bạn thông qua hệ thống thông gió và khiến mọi người ở đó sợ chết khiếp. Được rồi, thêm một con bọ cạp nữa thì sao? Nó không đáng sợ như những sinh vật khác trong video này, nhưng lại là loài bọ cạp có nọc độc mạnh nhất nước Mỹ. Đây là bọ cạp vỏ cây Arizona. Vấn đề là bạn có thể thấy nó ở sa mạc, trong nhà hoặc ngoài sân. Loài thú có nọc độc nguy hiểm này bò vào phòng và thường chích con người. Một lần cũng đủ để đau đớn như bị ong đốt. Nhưng ai mà bị dị ứng, có thể bị liệt, khó thở và các vấn đề sức khỏe khác đấy nhé. Một buổi hoàng hôn màu tím, chắc hẳn bạn đã từng nhìn thấy cảnh đó ít nhất một lần trong đời. Thông thường, nó không có gì đáng ngại và lý do chỉ nằm ở cách ánh sáng truyền đi. Ánh sáng mặt trời có màu trắng. Khi ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, bạn sẽ thấy các sóng ánh sáng có màu sắc khác nhau, từ đỏ và cam đến lam, lục và chàm. Ánh sáng thường truyền theo đường thẳng nếu không gặp phải vật cản trên đường đi. Các sóng ánh sáng ngắn hơn, bao gồm cả ánh sáng xanh lam và tím, dễ bị phân tán hơn khi gặp vật cản, chẳng hạn như các phân tử và sồn khí trong khí quyển. Vì mặt trời ở vị trí thấp trên đường chân trời vào lúc hoàng hôn và bình minh, nên ánh sáng của nó phải đi qua nhiều phân tử tán xạ ánh sáng tím và xanh hơn. Những màu sắc mà mắt bạn nhìn thấy được khi đó là vàng, cam và đỏ, nhưng trong điều kiện thích hợp, bạn có thể nhìn thấy bầu trời màu tím tuyệt đẹp. Đôi khi bầu trời màu tím xuất hiện vì những lý do đáng sợ hơn nhiều. Nó có thể do bão, cháy rừng hoặc bão bụi gây ra. Nồng độ hơi nước trong không khí tăng lên và ánh sáng bị tán xạ nhiều hơn bình thường. Bụi, mặt trời đang lặn và mây thấp cũng góp phần tạo nên màn trình diễn tự nhiên này. Bầu trời chuyển sang màu cam và đỏ vào lúc hoàng hôn nếu vẫn còn đủ ánh sáng. Sau đó, nó tỏa ra những sắc hồng, hòa lẫn với bầu trời xanh đậm phía trên.
Bây giờ, bạn có nhớ điều gì sẽ xảy ra khi bạn trộn màu hồng và màu xanh lam không? Bạn nhận được màu tím. Không phải cơn bão nào cũng khiến bầu trời chuyển sang màu tím, và việc cố gắng dự đoán xem nó có xảy ra hay không cũng giống như cố gắng dự đoán cầu vồng vậy. Tuy nhiên, có nhiều người đã đề cập đến việc những cơn bão lớn làm cho bầu trời chuyển sang màu tím. Bầu trời xanh lục có thể trông ngoạn mục như bầu trời màu tím, nhưng chúng thực sự cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Khi chuyển màu xanh lục, bầu trời đang gửi tín hiệu cho bạn biết ở gần đó đang có dông bão, mưa đá hoặc lốc xoáy. Màu sắc độc đáo này là kết quả của các tia nắng mặt trời màu vàng kết hợp với ánh sáng xanh phát ra từ đám mây bão. Bạn đang tận hưởng một ngày đẹp trời bên bờ biển, với làn gió mát mơn man trên tóc, thì đột nhiên bạn nhận thấy nước bắt đầu rút khỏi bãi biển với tốc độ cực nhanh. Đây là dấu hiệu bạn cần chạy nhanh và xa bãi biển nhất có thể. Đây là dấu hiệu một trận sóng thần sắp ập đến. Phản ứng nhanh sẽ giúp bạn có khả năng sống sót cao hơn. Nếu bạn nhận thấy mực nước biển đang dâng lên nhưng có vẻ không quá cao, thì đó có thể là một dấu hiệu khác của một cơn sóng thần đang đến gần. Hiện tượng này chiếm 40% số vụ thảm họa, và đợt nước dâng lên chính là đợt sóng thần đầu tiên. Đợt tiếp theo lớn hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều, thường diễn ra sau khoảng 10 phút. Một điều nữa về sóng thần là chúng luôn gây ra âm thanh lớn. Mọi người mô tả âm thanh đó giống như tiếng sấm sét, tiếng đầu máy xe lửa, tiếng máy bay trực thăng hoặc chỉ là tiếng nổ lớn. Bạn có thấy dòng nước đục ngầu trên bãi biển không? Tốt nhất là bạn không nên xuống nước lúc này. Có thể đó là dòng chảy rút xa bờ dưới mặt nước cực kỳ nguy hiểm. Đôi khi sóng đánh vào bờ theo một cách kỳ lạ, tạo thành những dòng chảy xa bờ này. Bạn có thể thấy những đợt sóng vỡ kỳ lạ hoặc một khu vực có màu khác với phần còn lại của nước. Những màu rong biển ngẫu nhiên đi theo mọi hướng là một dấu hiệu cảnh báo dòng chảy xa bờ khác. Nếu bạn tình cờ thấy mình bị cuốn vào một dòng chảy xa bờ, hãy cố gắng nổi nhưng đừng cố đi ngược lại dòng chảy. Bạn sẽ chỉ lãng phí năng lượng quý giá. Hét lên để được giúp đỡ và cố gắng bơi dọc theo bãi biển. Khi bạn thoát ra khỏi dòng nước, hãy bơi theo đường chéo vào bờ. Lần tới khi bạn phát hiện những đám mây hình nón trên bầu trời, hãy nhớ rằng đây là thời điểm tốt để bắt đầu tìm nơi trú ẩn. Nếu hiện tượng này vẫn tiếp diễn, điều đó nghĩa là một cơn bão lớn đang đến. Nhưng nếu một đám mây có hình dạng như vậy bắt đầu quay xung quanh, nghĩa là nó sắp biến thành một cơn lốc xoáy. Nếu bạn thấy cọ ong xung quanh, chúng có thể cứu bạn khỏi rắc rối lớn vào một ngày nào đó. Những cậu bé chăm chỉ này trở nên tích cực hơn bình thường khi chúng cảm thấy một cơn bão sắp ập đến. Chúng tăng tốc độ làm việc để thu thập nhiều mật hoa hơn trước khi bão ập đến. Sau khi hoàn thành công việc, chúng sẽ luôn bay trở lại tổ từ 10 đến 15 phút trước khi mưa lớn, ngay cả khi không có dấu hiệu rõ ràng về việc sắp có mưa. Bí mật nằm ở những sợi lông siêu nhạy cảm trên lưng của ong có thể thu được tĩnh điện tích tụ từ các đám mây bão. Trong nhiều thế kỷ, con người đã nhận thấy rằng động vật có những hành động kỳ lạ vài ngày trước các sự kiện địa chấn lớn. Chó không thể ngừng sủa, bò ngừng tiết sữa và cóc, chuột và rắn rời khỏi hang của chúng. Có vẻ như động vật có thể cảm nhận được những sóng xung kích ban đầu nhỏ hơn mà con người thậm chí không nhận ra. Các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra một số lời giải thích hợp lý cho hiện tượng này và tiến hành vô số thử nghiệm và thí nghiệm. Cho đến nay, bí ẩn này vẫn còn để ngỏ. Bạn có thể ngửi thấy mùi ozone trong không khí. Khi một cơn dông đang đến, đó là mùi hăng và khác biệt nhất mà bạn có thể ngửi thấy. Điện tích của tia sét giải phóng nó khỏi độ cao lớn hơn. Một mùi khác dễ chịu hơn báo hiệu sắp có mưa là mùi đất. Nước mưa đánh thức các phân tử trên thực vật, cây cối, bê tông và nhựa đường. Hương thơm của chúng lan tỏa khắp nơi. Bạn thậm chí có thể cảm thấy mùi đó trong miệng nữa. Tất cả các ion dương trong không khí mà một tia sét giải phóng sẽ hòa lẫn với ozone và nước bọt của bạn. Đó là lý do tại sao bạn cảm nhận được vị kim loại đắng. Khi sắp có sét, bạn có thể nghe thấy những âm thanh răng rắc, vo ve hoặc rung động kỳ lạ phát ra từ các vật kim loại gần đó. Lòng bàn tay của bạn có thể bắt đầu đổ mồ hôi, và sau đó bạn có thể cảm thấy mái tóc của mình dựng lên. Đó chính là lời cảnh báo bạn phải chạy ngay để thoát thân. Các điện tích dương đang đi qua cơ thể bạn, cố gắng hướng tới phần điện tích âm của cơn bão. Tin tôi đi, bạn không muốn hai phần điện tích này gặp nhau đâu. Nếu bạn thấy mình không thể tìm thấy nơi nào trú ẩn, hãy cố gắng làm cho mình nhỏ hơn những thứ xung quanh. Hạ ô xuống và tránh xa hàng rào dây thép, ống kim loại, đường ray và các vật kim loại khác. Và đừng nằm thẳng trên mặt đất. Đất ẩm ướt sẽ là một chất dẫn điện tuyệt vời. Nếu bạn đột nhiên nhận thấy những vết nứt trên đường nhựa cạnh nhà, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo hố sụt. Hãy kiểm tra những thứ bên trong nhà. Cánh cửa đó có bắt đầu kẹt không?
hoặc có thể giữa tường và trần nhà có khe hở, tủ bếp và ngăn kéo xô lệch, sàn nhà nghiêng, cầu thang bắt đầu dốc, nước rò rỉ sau mỗi cơn mưa và các đường gờ bị dịch chuyển đều là những dấu hiệu cho thấy vị trí căn nhà đang sắp có hố sụt. Để tìm hiểu xem đó có phải là hố sụt hay không và mức độ nguy hiểm của nó, bạn cần tham khảo ý kiến của một công ty kỹ thuật. Nếu bạn phát hiện có một hố sụt ở ngay đó, bạn phải tránh xa khu vực hố. Rào hoặc trang dây xung quanh để cảnh báo nguy hiểm cho người khác. Bạn sẽ cần sự giúp đỡ của những người có chuyên môn để khắc phục vấn đề. Một số ngọn núi lửa gào thét khi sắp phun trào. Những trận động đất nhỏ thường xảy ra trước đó tạo ra tiếng vo ve. Tai chúng thường không nghe được những âm thanh này, nhưng khi đạt đến tần số nhất định, bạn nghe thấy âm thanh dưới dạng tiếng ầm ầm hoặc tiếng rít kỳ lạ phát ra từ mặt đất. Tiếng ồn này được gọi là rung động điều hòa. Đối với một vài ngọn núi lửa, đó là âm thanh của bong bóng magma rung chuyển khi chúng tràn qua các kẽ hở trên vỏ trái đất. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Nếu các nhà khoa học hiểu được chính xác nguyên nhân gây ra những âm thanh này của núi lửa, họ có thể tạo ra một hệ thống cảnh báo sớm, hạn chế về các vụ phun trào núi lửa. Nếu bạn đang ở nơi hoang dã, hãy chú ý đến nước ở các con lạch, suối và sông. Nếu mực nước giảm xuống nhanh chóng, ngay cả khi trời đang mưa, đây có thể là dấu hiệu của một vụ lở đất sắp xảy ra. Và nếu bạn nghe thấy âm thanh gầm gừ yếu ớt hoặc âm thanh bất thường, chẳng hạn như tiếng đá tảng va vào nhau, điều đó có thể có nghĩa là các mảng đất lở đang trên đường đến chỗ bạn. Đó là dấu hiệu bạn cần chạy đến nơi an toàn ngay lập tức. Chà, lại là thời điểm này trong năm, dọn dẹp nhà mùa xuân. Ra ngoài, bạn lấy khăn lau và chổi để dọn sạch toàn bộ mạng nhện trên cửa sổ nhà mình. Lần này, bạn quyết không để sót mẫu nào cả. Khi đang dọn hết mạng nhện này tới mạng nhện khác, bạn chợt thấy một chút bùn có hình thù kỳ lạ mắc kẹt giữa mái hiên và cổng nhà. Đó là gì vậy nhỉ? Bạn chợt nhận ra, đây hẳn là tổ ong bùn. Chắc bạn đang nghĩ có một đàn ong gần đây với rất nhiều tổ nằm cạnh nhau. May thay, ong bùn là loài côn trùng sống đơn độc. Mấy cái túp lều nhỏ bằng bùn đó đều chứa nhện bị tê liệt. Đôi khi có tới 500 con nhện bị mắc kẹt trong những hộc tủ này. Và nhiệm vụ của chúng chỉ là chờ ong non nở ra. Nếu tổ có cái lỗ, điều này có nghĩa là nó không có ong hoạt động bên trong, hoặc đã cũ vì ong bùn tạo ra các lỗ khi chúng rời khỏi tổ. Nếu định dọn tổ, tốt nhất bạn nên đợi đến tối khi chúng không hoạt động nhiều nữa. Dù khá trầm tĩnh, nhưng nếu cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ không ngần ngại đốt bạn đâu. Có vẻ như đấng sáng tạo đang giở tay nặng một con côn trùng thì quên mất phần tiếp theo. Dế chuỗi là một loài côn trùng có vẻ ngoài cực ấn tượng. Với móng vuốt như chuột chuỗi, thân mình của dế và đầu tôm, sinh vật này giống như thú mỏ vịt trong thế giới côn trùng vậy. Chúng không có nọc độc và sẽ chỉ cắn nếu bạn nhốt chúng trong bàn tay. Và nếu thực sự bị chọc tức, nó sẽ tận dụng một lợi thế bí mật của mình, đôi cánh. Chúng có thể phun ra chất lỏng hôi hám màu nâu từ cơ thể, giống như chồn hôi. Vậy, hãy cứ để chúng rời khỏi nhà bạn và sẽ chẳng còn gì mà dọn dẹp nữa. Vùng biển có đá bao quanh, chứa đủ các loài động thực vật. Các sinh vật biển như sao biển, cỏ biển, cua ẩn sĩ, cá nhỏ xíu và tất cả các loài bạch tuộc. Nếu bạn bắt gặp loài bạch tuộc đốm xanh tí hon này, tốt nhất hãy để nó yên. Nó đang nhấp nháy màu xanh neon về phía bạn là có lý do đấy. Vết cắn của loài bạch tuộc nhỏ xíu này mang độc tính mạnh hơn cyanua gấp 1000 lần và chưa có thuốc giải. Đừng lấy que chọc vào nó hay cố nhặt nó lên. Điều đó chẳng đáng để một chuyến viếng thăm bệnh viện đâu, hoặc thậm chí là nhà xác. Rắn trên cạn rất đáng sợ, nhưng rắn biển lại ở một cấp độ hoàn toàn khác. Rắn biển được tìm thấy ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và có khoảng 50 loài khác nhau. Tất cả chúng vừa đẹp vừa nguy hiểm. May mắn thay, dường như chúng không quá bận tâm về chúng ta. Người ta cho rằng rắn biển Tupia là loài rắn độc nhất trong đại dương. Theo sát sau là loài rắn biển có mỏ. Nọc độc của chúng khiến vết cắn của rắn hổ mang chỉ giống như mũi đốt. Nọc độc của cả hai loài rắn đều cực kỳ nguy hiểm. May mắn cho chúng ta là phải mất hàng giờ thì nọc độc của chúng mới gây ra bất kỳ triệu chứng nào ở người. Đó là nếu chúng có thể cắn xuyên qua đồ bơi của bạn. Nếu con ruồi này đậu trên cánh tay khi bạn đang ở ngoài trời, bạn có thể hét lên một chút. Tôi không trách bạn đâu. Con ruồi bọ cạp, đúng như tên gọi của nó.
có một cái đuôi cong trông giống như ngòi của bọ cạp. Nhưng bạn có thể thở phào nhẹ nhõm vì chúng chỉ dùng thứ này để giao phối thôi. Nó cũng có một cái đầu dài giống mỏ mà nó dùng để ăn sau khi trộm côn trùng từ mạng nhện. Để tìm được người bạn đời hoàn hảo, chúng thích tặng đối phương món quà tương tự như hộp sô-cô-la và bó hoa. Và trong trường hợp này, đó lại là nước bọt của chúng. Lãng mạn làm sao. Nếu tình cờ đến châu Phi, bạn sẽ dễ bỏ lỡ loài chim lớn này nếu không chú ý. Co mỏ dày sẽ bất chợt đứng yên khi bạn đi ngang qua. Cao tới 1,5m với sải cánh dài khoảng 2,5m. Co mỏ dày nghe giống như động vật ăn thịt đầu bảng, dù chúng hoàn toàn không phải như vậy. Nổi tiếng là một trong những loài chim di chuyển chậm nhất, gần giống như bức tượng. Co mỏ dày chỉ ăn cá gần mặt nước và chả quan tâm đến gì khác trên đời. Loài chim này không sợ con người chút nào. Dù sẽ chẳng có chú cò nào tự nhiên đến để nói chuyện về thời tiết, nhưng chúng sẽ cho phép chúng ta đến đủ gần để chụp vài bức ảnh. Giờ, nếu bạn nghe thấy tiếng kèn kẹt nhỏ khi đang ở trong vườn, đó có thể là chuột, sóc hoặc bọ cánh cứng tê giác đang thông báo để bạn biết rằng bạn đang ở quá gần chúng. Chúng thích tạo âm thanh kèn kẹt như vậy khi bị quấy rầy. Với chiếc sừng khổng lồ đáng sợ trên đầu, có vẻ như chúng có thể dùng nó để tự vệ. Nhưng điều đó hoàn toàn bất khả thi. Sừng chỉ để dẹp lá và que ra khỏi đường đi của chúng và ngăn những con đực khác xâm nhập vào khu vực của bọ cái. Không chỉ có sừng trên đầu mà chúng còn có sức mạnh phi thường. Có thể nâng một vật nặng gấp 850 lần trọng lượng của chính mình. Điều này giống như bạn hoặc tôi nâng 65 tấn hoặc 11 con voi. Này, hãy thử xem, không đâu. Chủ yếu được tìm thấy ở Trung Quốc, hươu mũ lông trông thật đáng yêu với nhúm lông đó. Chỉ cho đến khi nó quay lại. Ôi không, đó là một con hươu macaron. May thay, con vật này không muốn nếm máu của bạn hay biến thành anh hùng đâu. Chỉ những con đực mới mọc cái mũ này trong mùa giao phối, thay cho gạc để tranh giành lãnh thổ và hươu mũ lông cái. Cặp răng nanh này giống ngà voi hơn là những chiếc răng sắc nhọn. Chúng không chỉ có răng nanh mà còn nổi tiếng là sủa như chó và chuồn đi như mèo khi sợ hãi. Bầu trời đỏ rực vào ban đêm là một dấu hiệu cho thấy thời tiết tốt lành. Nhưng chưa ai nói gì về thủy triều đỏ. Thủy triều đỏ là hiện tượng tạo nở độc hại, nổi lên từ đáy biển sau những cơn bão đặc biệt nghiêm trọng. Loài tảo này trông giống nước sốt cà chua bị đổ hoặc gỉ sét trong nước, nhưng nó tệ hơn nhiều với môi trường sống xung quanh. Cá và sinh vật biển sẽ cố trốn thoát một khi đã tiếp xúc với tảo độc trong vùng nước của chúng. Nếu có người chạm vào nước này, nó sẽ không gây hại đặc biệt gì. Nhưng nếu bạn ăn hải sản bị nhiễm độc tố, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Vì vậy, nếu biển có màu đỏ, hãy tránh xa mặt nước. Một số loài nhện thích khoe khoang màu sắc tươi sáng để tỏ ra mình nguy hiểm. Nhưng không phải nhện mạng phiểu Sydney của Úc. Con nhện đen bóng này không cần màu mè để chứng minh là mình cứng rắn. Những tên bò sát nóng tính này sẽ báo động rõ ràng khi định cắn ai. Vết cắn có thể làm tê liệt toàn bộ hệ thần kinh của chúng ta trong vòng 30 phút. Chúng tạo mạng ở bất kỳ nơi trú ẩn nào như khúc gỗ cũ, dây hoặc thậm chí là thân lùn gác vườn. Nhện mạng phễu thích sống gần môi trường xung quanh con người vì dễ kiếm ăn. Khi đã chán một nơi nào đó, chúng chỉ đơn giản là rời bỏ mạng của mình và lang thang đi tìm một nơi mới. Hoàn hảo. Một số người nói rằng lửng mật chẳng thèm quan tâm thứ gì và có lẽ họ nói đúng. Khi bạn đủ can đảm để cướp thức ăn từ báo đốm, sư tử hay linh cẩu, thì này, bạn phải sợ cái gì chứ? Những người họ hàng rắn rỏi của loài chồn này không chỉ tàn bạo mà còn siêu thông minh. Chúng nổi tiếng là biết các công cụ để thoát khỏi vòng vây. Các vật như bồ cào, đá và bùn bỗng trở thành công cụ để đến với tự do. Ngoài các điểm tương đồng về thể chất với chồn hôi, lửng mật còn tự hào khi có một tuyến nguy hiểm ở đuôi chứa một bộ máy hôi rình. Vậy là chúng rắn rỏi, hôi thối, có làn da cực kỳ đàn hồi và khỏe, và trên hết, chúng có miễn dịch cao với bọ cạp và rắn. Điều tốt nhất bạn nên làm nếu vô tình gặp lửng mật là không làm phiền nó. Chúng ta có cơ hội nào chứ? Bạn đã bao giờ nghe về dâu tây và kem nấm? Chưa. Thế còn tên gọi khác của nó, nấm chảy máu răng thì sao?
Loại nấm này không độc nhưng vị của nó đắng đến nỗi bạn sẽ muốn nghĩ lại lần nữa trước khi thử đấy. Khi còn non và vẫn đang phát triển, loại nấm trắng này dường như có thạch đỏ chảy ra từ các lỗ của nó. Chất lỏng nhớp nháp này là nhựa sống được đẩy lên do hấp thụ quá nhiều nước. Nấm trưởng thành chỉ có màu be nhàm chán nếu so sánh với nấm non. Bên dưới mụ nấm, nơi sản sinh ra bào tử, có cấu trúc giống như răng, điều khiến cây nấm càng thêm phần kỳ dị. Quỷ Tasmania nổi tiếng là nóng tính khi bị kẻ săn mồi đe dọa, chiến đấu với những con đực khác hoặc tranh giành thức ăn. Chúng được mệnh danh là quỷ dữ vì hành động nhe răng, nhào tới của mình và cả vì chúng sở hữu một trong những tiếng rẽ đáng sợ nhất mà bạn từng nghe thấy lúc nửa đêm. Bất cứ thứ gì tìm được, chúng cũng sẽ ăn khá nhiều. Chúng thường không tìm đến con người, dù vẫn sẽ tự vệ nếu bị dồn vào chân tường. Với cú cắn mạnh mẽ như vậy, bạn sẽ không muốn là nạn nhân của chúng đâu. May mà quỷ Tasmania cũng thường bỏ trốn hơn là tấn công. Đó là một buổi chiều chủ nhật trong lành. Bạn đang mua thực phẩm theo lịch đều đặn như mọi khi, thì vô tình thấy một bao bì phồng căng lên trong một dãy nông sản tươi. Bạn xem thông tin của sản phẩm, vẫn chưa hết hạn mà. Vậy thì tại sao nó lại có hình dạng bất thường vậy chứ? Câu trả lời không phải lúc nào cũng đơn giản. Đối với một số loại sản phẩm tươi sống như thịt, cá hay hải sản, đôi khi cả salad và phô mai, các nhà khoa học đã phát minh ra MAP, Modified Atmospheric Packaging, đóng gói điều chỉnh không khí, để đảm bảo rằng những loại sản phẩm có hạn sử dụng tương đối ngắn này được tươi lâu nhất có thể. Một hỗn hợp khí được đưa vào trong bao bì. Công đoạn này diễn ra trước khi sản phẩm đến được cửa hàng tạp hóa địa phương. Một giáo sư người Pháp tại trường dược Montpellier đã tình cơ tìm ra phương pháp này sau khi ông nhận thấy rằng trái cây tươi lâu hơn trong điều kiện bảo quản ít oxy. Các loại khí trong MAP có thể khác nhau tùy vào từng sản phẩm, nhưng ý tưởng chính là thay thế hoặc giảm hàm lượng oxy. Oxy thường được thay thế bằng nitơ hoặc carbon dioxide. Nhưng hãy lưu ý rằng hộp salad phồng còn hạn sử dụng chưa chắc đã an toàn để bạn ăn đâu nhé. Rất có thể các khí cố tình được đưa vào trong vì mục đích riêng, nhưng đó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy sản phẩm đã bị hư. Chính vì vậy, việc bạn nên làm khi đi mua sắm là kiểm tra xem sản phẩm đã hết hạn sử dụng hay chưa. Nếu hạn vẫn còn thì hãy kiểm tra xem có mùi lạ hay bao bì có bị hư hỏng ở đâu không. Nếu có gì đó không ổn thì tốt nhất đừng mạo hiểm. Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì, hãy tìm nhân viên cửa hàng để được giải đáp. Ngày nay, đa số các siêu thị đều có kiểu bố cục tạo điều kiện cho thứ tự mua sắm hợp lý. Ví dụ như mua các mặt hàng không dễ hư hỏng trước, rồi thêm đồ làm lạnh hoặc đông lạnh. Bạn nên chọn trái cây và rau củ cuối cùng, vì bạn sẽ không muốn đặt chúng ở đáy xe đẩy hàng đâu. Chẳng ai thích cà chua nát bét cả. Nhưng thể đang nói về trái cây và rau củ, hãy cố gắng đi mua chúng vào buổi sáng sớm nếu có thể nhé. Rau củ sau một ngày sẽ héo úa và không còn tươi ngon nữa. Mẹo giúp bạn tránh lãng phí nè. Đừng bao giờ mua quá số đồ ăn mà bạn định dùng trong một tuần. Phần lớn trái cây và rau củ không tươi lâu được đến như vậy. Do đó, đừng chiêu chuộng cơn thèm của bạn nhé. Việc đi mua sắm khi đã ăn no cũng hiệu quả như mẹo chuẩn bị sẵn một danh sách những thứ cần mua. Việc kiểm tra kỹ bao bì của mọi sản phẩm cũng sẽ khiến bạn không phải vội vàng về sau. Các sản phẩm được bảo quản trong tủ lạnh cần cho cảm giác lạnh khi bạn chạm vào, còn sản phẩm đông lạnh thì phải rắn và không có dấu hiệu rò rỉ. Khi về đến nhà, hãy đảm bảo rằng bạn bỏ các món đồ cần thiết vào tủ lạnh càng sớm càng tốt. Nói chung, chúng không nên ở bên ngoài tủ lạnh quá 2 giờ, nếu không, chất lượng của chúng sẽ không được như ban đầu. Mua các loại rau thơm trong chậu ở cửa hàng tạp hóa có lẽ không phải là việc đầu tiên trong danh sách, nhưng hẳn đó là điều bạn cần cân nhắc. Không những chúng rẻ hơn mà còn dễ trồng và dễ chăm sóc. Hãy hình dung một khu vườn rau thơm tươi tốt ngay tại ban công hoặc trong nhà bếp. Tuyệt phải không nào? Bạn sẽ luôn có húng quế tươi để trang trí cho món mì ống hấp dẫn. Vì bạn vẫn đang trong cửa hàng tạp hóa, hãy chọn giấy lọc cà phê. Dù bạn không có một chiếc máy pha cà phê ở nhà để thực sự dùng giấy lọc, nhưng bạn cũng có thể sử dụng chúng cho nhiều mục đích trong nhà. Bạn có thể dùng giấy lọc để lọc chất lỏng, xếp đồ sứ mỏng manh một cách an toàn trong tủ chạn, thậm chí đánh bóng cửa kính cũng như giày dép.
nếu trái cây và rau củ yêu thích của bạn đang được giảm giá, nhưng việc mua quá nhiều sẽ gây lãng phí, hãy cân nhắc việc làm đông chúng. Bạn có thể tích trữ trái cây làm sinh tố, nhất là vào mùa lạnh, vì các loại trái cây tươi vào mùa này không phong phú lắm. Và đừng nhặt thứ đầu tiên trên kệ, nhất là nếu loại rau củ đó dễ hư hỏng. Các cửa hàng sắp xếp lại sản phẩm của họ theo bố cục vào trước bán trước, vì vậy những món ở phía sau kệ sẽ tươi hơn một chút. Tương tự với trà, nếu bạn thích uống trà hơn cà phê, hãy mua trà lá rời. Bạn không những giảm được chi phí mà còn có thể tự hãm trà. Trà lá rời cũng có hương vị đậm đà hơn trà trong túi lọc. Còn với những món đồ gia dụng khác, hãy tích trữ bóng đèn, khăn giấy hoặc pin. Bạn có thể cần đến những món đồ này bất cứ lúc nào, nên hãy mua với số lượng lớn một chút trong kỳ giảm giá nhé. Chúng không bị hỏng nên sẽ không lãng phí. Và thừa nhận đi, thật khó chịu khi ở nhà không còn cục pin nào và điều khiển TV ngừng hoạt động. Hãy cố gắng giảm số lần bạn đến cửa hàng tạp hóa chỉ để mua một món hàng. Việc này không hiệu quả và khả năng cao là bạn sẽ mua những món đồ mà bạn không thực sự cần. Bạn bắt đầu thấy việc lập danh sách mua sắm hợp lý rồi phải không? Một danh sách khác đáng để lập ư? Danh sách liệt kê mọi thứ có sẵn trong tủ lạnh. Hãy cố gắng làm danh sách này ít nhất 2 lần một tuần. Việc lên kế hoạch bữa ăn trước ít nhất một tuần cũng sẽ giúp bạn giảm bớt tình trạng mua sắm ngẫu hứng. Nếu bạn đã biết mình sẽ muốn gì cho bữa tối vào thứ tư, thì có lý gì khi cho một món đồ vào giỏ hàng nếu nó không cần thiết. Đồng thời, hãy trở nên sáng tạo với thức ăn thừa. Đừng vội vứt thức ăn thừa đi, vì bạn có thể kết hợp hoặc thêm rau thơm hay nêm nếm để tạo món ngon. Hãy cất thức ăn thừa trong các hộp đựng trong suốt để dễ nhìn thấy chúng hơn, và đừng ngần ngại đặt ra một ngày thức ăn thừa trong tuần. Việc nhìn nhận chúng là một nguyên liệu chứ không phải thức ăn thừa cũng hay đó chứ. Hãy dùng mì ống hoặc rau củ hấp thừa cho món frittata hoặc trứng rán. Trộn các loại rau đã nấu cùng với vài quả cà chua để tạo thành nước sốt mì ống. Gói bánh cuộn cho bữa trưa ngày hôm sau với cơm, thịt hoặc rau củ thừa. Hoặc nếu bạn đang tìm kiếm phương pháp đơn giản nhất để không lãng phí thức ăn thừa, thì hãy biến chúng thành súp thơm ngon. Món rau ăn kèm tối qua sẽ thành một bữa trưa bổ dưỡng nếu bạn cho thêm một lon nước dùng vào và trộn tất cả lại với nhau. Một ổ bánh mì 2 ngày tuổi cũng có thể được tận dụng nếu bạn cắt nó theo đường chéo, rắc rau thơm và dầu ô liu lên từng lát, rồi cho vào lò nướng trong vài phút. Vậy là bạn đã có bánh mì nướng thơm ngon, ăn kèm món súp rau củ thừa. Thêm một bí quyết nhỏ cũng chẳng hại đến ai nhỉ. Hãy để mắt tới những thành phần bạn chưa từng nghe nói đến hoặc không thể phát âm. Bạn cũng nên tránh mua mặt hàng có quá 5 thành phần được liệt kê trên bao bì. Ngay cả cách bạn mang các món hàng trong siêu thị cũng có thể ảnh hưởng đến cách thức và những thứ mà bạn mua. Theo tạp chí nghiên cứu tiếp thị, nếu bạn thích giỏ hơn xe đẩy thì bạn dễ mua hàng ngẫu hứng. Điều này xảy ra do bạn mất công xách đồ đi trong cửa hàng. Việc chọn xe đẩy sẽ cho bạn cảm giác thoải mái để thông thả xem các sản phẩm và đọc kỹ nhãn mác. Khi danh sách các món hàng của bạn không quá lớn thì hãy đến lối đi tự thanh toán nếu có. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc mua hàng ngẫu hứng sẽ giảm tới 32% nếu bạn tự quét các mặt hàng của mình trên đường ra. Đó là vì đường thanh toán thông thường được thiết kế đặc biệt để khiến bạn không bỏ bất kỳ mặt hàng nào mà bạn có thể đã cân nhắc mua lại. Vì chẳng có chỗ nào cho bạn đặt các món đồ mà mình đã đổi ý ngoài xe đẩy hàng của bạn. Và nếu có người khác đang chờ thanh toán sau bạn, thì bạn sẽ chỉ muốn mau chóng thanh toán xong thôi. Việc sắp xếp thực phẩm trên kệ cũng có thể gây ra mối đe dọa cho cả ngân sách và thói quen của bạn. Vì mọi người có xu hướng mua những mặt hàng mà họ nhìn thấy đầu tiên, nên những sản phẩm đắt tiền nhất sẽ được đặt ngang tầm mắt. Còn các lựa chọn ít tiền hơn thường được đặt ở kệ trên cùng và dưới cùng. Hãy cứ thong thả nhìn một lượt các lối đi mà bạn quan tâm. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng đa số các mặt hàng được đặt trên kệ cao hơn hoặc thấp hơn thường không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn chứa ít chất phụ gia hoặc hương liệu nhân tạo hơn. Này, hãy cẩn thận, trong đó là một khu rừng đấy. Mặc dù mật mã Da Vinci có thể không bí ẩn như mật mã Da Vinci, nhưng việc giải mã nó có thể giúp bạn giảm đáng kể nguy cơ bị những tên trộm tiềm ẩn nhắm tới. Mã này bao gồm một loạt các ghi chú và cảnh báo khó hiểu mà kẻ trộm sử dụng để liên lạc với nhau.
cảnh báo đồng bọn về những rủi ro và khó khăn mà chúng có thể gặp phải khi nhắm mục tiêu vào một ngôi nhà cụ thể. Bằng cách hiểu rõ ý nghĩa của mã Da Vinci, những người bình thường như chúng ta có thể bảo vệ nhà cửa và đồ đạc của mình một cách hiệu quả trước những kẻ đột nhập, giúp chúng ta nâng cao mức độ an ninh và yên tâm hơn. Nhìn đây, một thân luôn giữ vườn dễ thương. Rất tiếc nếu nó không phải của bạn và bạn không hề đặt nó trong vườn của mình, thì đó là mã Da Vinci. Cảnh sát đang cảnh báo về một xu hướng đáng lo ngại liên quan đến việc đặt các thân luôn Giáng sinh trong vườn. Đây không phải là quà tặng và chúng không được đặt ở đó một cách vô tình. Những bức tượng thân luôn này có thể được những kẻ trộm sử dụng làm tín hiệu để xác định xem nhà có bị bỏ trống hay không. Vì vậy, bạn phải luôn cảnh giác và thực hiện các bước để bảo vệ nhà cửa của mình. Một số cơ quan chức trách báo cáo rằng một nhóm trộm hàng loạt ở quận Fairfax, Virginia đã đột nhập vào các ngôi nhà bằng cách sử dụng các bó hoa và sơn xịt. Cụ thể, một phụ nữ sẽ xuất hiện ở cửa với hoa trên tay, nhưng nếu không có ai trả lời, cô ta sẽ quay lại ô tô. Sau đó, hai đồng bọn sẽ đột nhập vào nhà và lấy trộm những thứ như đồ trang sức và tiền mặt. Chúng cố gắng để không bị phát hiện bằng cách tác động và che khuất camera an ninh gia đình. Những tên trộm vẽ những biểu tượng bí mật trên đường phố để liên lạc với những tên khác về các mục tiêu tiềm năng. Những biểu tượng này có thể cho biết một ngôi nhà giàu có đã từng bị cướp, có hay không có đồ vật có giá trị. Điều đáng báo động là chúng cũng có thể báo hiệu liệu trong nhà chỉ có phụ nữ yếu đuối hay không, hay liệu người ở trong nhà có dễ bị đe dọa hoặc cả tin hay không. Các quan chức thực thi pháp luật đã giải mã được ý nghĩa đằng sau một số biểu tượng này. Ví dụ, X gợi ý ngôi nhà là mục tiêu tốt, trong khi X nằm trong vòng tròn cho biết bên trong không có gì đáng trộm. Chữ D viết hoa có một đường gạch ngang biểu thị việc đột nhập vào nhà là quá mạo hiểm, trong khi 5 vòng tròn hình ngôi sao cho thấy đây là gia đình giàu có. Các biểu tượng bổ sung có thể tiết lộ liệu ngôi nhà có được trang bị hệ thống báo động hay đã từng bị trộm trước đó hay không. Những dấu hiệu đó không phải là điều duy nhất bạn cần để mắt tới. Hãy đề phòng những cố vấn pháp luật xa lạ, những người xuất hiện bất ngờ hoặc đáng nghi gõ cửa nhà bạn. Nếu họ không thể cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc lý do chính đáng để có mặt ở đó, tốt nhất bạn nên đề cao cảnh giác. Hãy thận trọng với bất kỳ ai tự xưng là công ty tiện ích nhưng không thể cung cấp giấy tờ tùy thân hợp pháp. Họ có thể có động cơ bất chính khi muốn vào nhà bạn. Điều quan trọng là bạn phải luôn cảnh giác và chú ý đến môi trường xung quanh, đặc biệt là khi có những cá nhân lãng vãng xung quanh nơi ở của bạn. Hãy để ý đề phòng bất kỳ ai có vẻ lãng vãng gần nhà bạn. Ghi lại những ghi chú đáng ngờ hoặc đơn giản là quan sát nhà bạn với thái độ quan tâm thái quá. Hành vi này có thể là dấu hiệu cảnh báo rằng ai đó đang theo dõi lịch trình di chuyển và hoạt động của bạn, tìm ra điểm yếu hoặc lỗ hổng bảo mật trong nhà bạn. Đảm bảo báo cáo mọi hành vi đáng ngờ cho chính quyền và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân và tài sản của bạn khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn. Ngoài ra, hãy cảnh giác với những cá nhân giả danh người tham gia khảo sát hoặc tiến hành nghiên cứu thị trường. Mặc dù một số cuộc khảo sát có thể là thật, nhưng những kẻ lừa đảo có thể sử dụng điều này như một cách để thu thập thông tin về an ninh ngôi nhà và thói quen của bạn. Hãy để ý đến các nhóm từ thiện, những người có vẻ quan tâm đến ngôi nhà của bạn hơn là niềm tin hoặc số tiền quyên góp của bạn. Đây có thể là dấu hiệu nhận biết một vụ lừa đảo tiềm năng. Ngoài ra, hãy để ý bất kỳ phương tiện không xác định nào trong khu vực nơi bạn sinh sống, vì chúng có thể đang trinh sát các mục tiêu tiềm năng. Nếu bạn thấy hộp thư của mình đầy những tờ rơi hoặc tờ rơi không mong muốn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy ai đó đang theo dõi chặt chẽ ngôi nhà của bạn hoặc cố gắng thu thập thông tin. Kẻ trộm có thể cố gắng tạo ra một vụ tai nạn giả để lừa bạn rời khỏi nhà. Hãy thận trọng và đừng để bị mắc bẫy. Nếu bạn nghi ngờ, hãy luôn gọi cho cảnh sát. Ngoài ra, hãy cảnh giác với những cuộc điện thoại lạ mà người gọi im lặng không nói gì. Nếu bạn nhận được những cuộc gọi lặp đi lặp lại như thế này, đó có thể là tín hiệu cho thấy nhà bạn đang là mục tiêu của những tên trộm muốn xem bạn có ở đó hay không. Việc tìm thấy tờ rơi quảng cáo visa hoặc tờ báo dưới tấm thảm trước cửa cũng có thể cho thấy rằng ngôi nhà của bạn đang bị theo dõi. Nếu những món đồ này được để qua đêm, những kẻ xâm nhập tiềm năng có thể sẽ nghĩ rằng không có ai ở nhà. Hãy nhớ loại bỏ chúng ngay khi bạn trở về nhà.
vốn từng là một trong những tên tội phạm bị truy lùng gắt gao nhất đất nước, Arian Pritchard hiện quyết tâm hỗ trợ các cá nhân tránh các vụ đột nhập mà hắn từng thực hiện. Pritchard đã dành một thập kỷ tham gia vào các hoạt động tội phạm, thực hiện hàng trăm vụ trộm từ khi còn là một đứa trẻ. Hơn 20 năm kể từ lần cuối ra tù, Pritchard hiện đã ở tuổi 50, muốn chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình về việc ngăn chặn những tội ác như những tội ác mà mình từng gây ra. Pritchard và các cộng sự sẽ tiến hành theo dõi vào ban ngày và đột nhập vào các ngôi nhà vào ban đêm, sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đi lại trong ngôi nhà và cơ sở kinh doanh mà không bị phát hiện. Hơn nữa, đôi khi hắn còn có những hành động khiêu chiến. Ví dụ, anh ta có thể để lại đống bừa bộn trong nhà nạn nhân như một lời tuyên bố đầy thách thức. Ngày nay, Pritchard cư trú tại Vịnh Hockey cùng với ba của con gái và cam kết hỗ trợ người khác tránh trở thành nạn nhân của các vụ trộm. Rút kinh nghiệm từ những kinh nghiệm trong quá khứ, ông đưa ra những lời khuyên có giá trị về việc bảo vệ ngôi nhà, chẳng hạn như đầu tư vào camera giám sát, giữ đồ vật cách xa cửa sổ và tránh những nơi cất giấu chìa khóa dự phòng thông thường. Ngoài ra, Pritchard còn nhấn mạnh tầm quan trọng của chốt cửa, thường xuyên kiểm tra hòm thư và sử dụng dây thép gai để tăng cường các biện pháp an ninh. Thông qua nỗ lực giáo dục chủ sở hữu tài sản, ông cố gắng giúp mọi người không gặp phải những vụ đột nhập phạm pháp tương tự mà ông ấy từng gây ra cho người khác. Trở về và thấy ngôi nhà sạch sẽ và ngăn nắp sau kỳ nghỉ luôn là một điều nhẹ nhõm. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là một ngôi nhà hoàn toàn không tì vết có thể báo hiệu cho những kẻ trộm tiềm năng rằng không có ai ở nhà. Hãy thử bỏ đi một số thứ, chẳng hạn như bàn ủi với đống quần áo cần là phẳng, để tạo cảm giác như bạn vừa bước ra ngoài trong chốc lát, chứ không phải đi xa trong thời gian dài. Ngoài ra, bạn không bao giờ nên đăng về kỳ nghỉ của mình trên mạng xã hội và không nên viết ngày đi du lịch của mình trên lịch hiển thị vì nó có thể cung cấp cho bọn tội phạm thông tin về khoảng thời gian chúng có thể tung hoành. Để tạo ấn tượng rằng ai đó vẫn ở nhà khi bạn đi vắng, bạn có thể nhờ bạn bè đổ xe trên đường lái xe của bạn hoặc để radio ở chế độ to. Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể nhờ ai đó đóng và mở rèm cửa hoặc rèm che của bạn để duy trì cảm giác có người ở nhà. Ngoài ra, hãy đảm bảo loại bỏ mọi dấu hiệu rõ ràng về sự vắng mặt của bạn, chẳng hạn như phong bì có nhãn tiền nghỉ lễ, và nhờ một người bạn sắp xếp lại đồ đạc trong nhà của bạn theo định kỳ. Việc trông coi nhà cửa của bạn bè hoặc hàng xóm là điều cực kỳ quan trọng. Những người có thể không thể tự mình làm việc đó do phải nhập viện hoặc chuyển đến nơi chăm sóc nội trú. Những công việc đơn giản như cắt cỏ, chuyển thư và thậm chí vứt rác có thể giúp ngăn chặn những kẻ trộm tiềm năng bằng cách tạo ấn tượng rằng ai đó vẫn còn ở nhà. Cập nhật diện mạo ngôi nhà, chẳng hạn như thay rèm cửa bị phai màu hoặc dọn dẹp khu vườn phía trước, cũng có thể giúp ngăn ngừa đột nhập. Bây giờ, nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào trong số này hoặc cảm thấy nghi ngờ về các hoạt động mà có người đến tận cửa nhà bạn, điều quan trọng là bạn phải liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Luôn ưu tiên sự an toàn và an ninh ngôi nhà của bạn bằng cách luôn cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Hãy nhớ rằng, mặc dù những dấu hiệu này không phải lúc nào cũng chỉ ra hoạt động tội phạm, nhưng chúng sẽ nhắc bạn thực hiện hành động cần thiết. Nhìn từ bên ngoài, mặt hồ trông như thể đã hứng chịu một thảm họa khốc liệt vậy. Thân cây rỗng hoác nhô lên từ làn nước trong xanh như ngọc. Xung quanh hồ là những ngọn núi chập trùng, không gian vừa tĩnh lặng vừa tạo cảm giác bồn chồn. Nhưng những ai dám bơi dưới làn nước nguy hiểm này sẽ sớm khám phá ra một thế giới mới toanh. Đây không phải là khởi đầu của một câu chuyện cổ tích, mà là chuyện có thật ở hồ Kandy, tọa lạc tại Sati, Kazakhstan. Vào năm 1911, một trận động đất lớn đã gây ra sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực này. Cuối cùng, thung lũng được tạo ra đã ngập nước mưa, trên thực tế đã nhấn chìm khu rừng. Cây phía trên mặt nước mang vẻ đượm buồn, nhưng bên dưới mặt nước đó, bạn sẽ thấy một khu rừng. Vì hầu như lúc nào nước cũng trong veo, nên bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh quan hấp dẫn này từ trên bờ. Nước lạnh như băng khiến cho hồ trở nên khó tiếp cận và đôi khi còn nguy hiểm. Và đừng quên những dạng tảo, thực vật và cây bị nhấn chìm có thể nhanh chóng trở thành chướng ngại vật đầy rủi ro. Chà, tôi rất thích ngâm mình trong bồn tắm nóng bốc hơi, nhưng hồ sôi sục mà tôi sắp giới thiệu với bạn đây thực sự là một cơn ác mộng đáng sợ đấy. Hồ này tọa lạc trên đảo Dominica thuộc vùng Caribe và nước trong hồ có nhiệt độ từ 82 đến 92 độ C.
và mức đó mới chỉ là xung quanh rìa vì chưa ai dám đến giữa hồ để đo nhiệt độ lõi. Đúng là thi thoảng nhiệt độ có giảm xuống, nhưng bạn không bao giờ biết khi nào nước sẽ sôi sục trở lại. Nơi này cũng nguy hiểm vì các loại khí mà nó thải ra, chẳng hạn như carbon dioxide. Mùi của nó không dễ chịu, tin tôi đi, nhưng chủ yếu là do lưu huỳnh bị giữ lại trong không khí ẩm. Hồ này tuy có vẻ bình lặng, nhưng cũng ẩn chứa một mối nguy hiểm. Hồ Monowin tọa lạc ở tỉnh miền Tây Cameroon. Đây là một trong số ít hồ phun trào trên toàn hành tinh, tương tự như núi lửa, và hầu như lần nào nó cũng phun trào mà chẳng có dấu hiệu cảnh báo. Lần phun trào cuối cùng của năm 94 gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Cơ chế hóa học của những hồ như vậy hoạt động giống như một lon nước có ga mà bạn lắc trước khi mở. Đáy hồ chứa các loại khí nguy hiểm, vì vậy bất cứ nhiễu loạn nào trên mặt hồ cũng có thể gây ra phun trào. Hồ Natron ở Tanzania là một địa điểm đẹp để ngắm nhìn do nó có màu đỏ nhạt độc đáo, nhưng chắc chắn không phải là nơi bạn muốn bơi lội. Tuy nước cực kỳ mặn nhưng vẫn có nhiều tảo sinh sống. Tiện nói, tảo chính là nguyên nhân cho màu sắc lạ của hồ. Và đó chưa phải là điều nguy hiểm nhất về hồ Natron đâu. Nước có nồng độ pH cao đến mức gây ra sói mòn. Nếu bạn dùng nước của hồ này làm ẩm một miếng vải nhuộm thì chẳng mấy chốc màu sẽ bị phai đi. Nồng độ axit cao cũng có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng đối với da người. Nhưng những điều này không hẳn là tồi tệ đối với một số sinh vật, vì hồ Natron là nơi cư trú của hơn 2,5 triệu con chim hồng hạc nhỏ. Vùng nước lợ và chua này hỗ trợ sự sống của loài hồng hạc, nên chẳng có gì lạ khi chúng thích tụ lại nơi đây. Yếu tố nguy hiểm của hồ Nicaragua không liên quan nhiều đến hóa học mà là ở các sinh vật sống trong đó. Hồ này tọa lạc ở biên giới của Costa Rica và Nicaragua và là hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Mỹ. Khi mới nhìn, bạn sẽ không nghĩ rằng nó nguy hiểm, nhưng vì cá mập bò sinh sống ở đó, tôi khuyên bạn không nên xuống bơi. Cá mập là những sinh vật thường rất khó đoán và đôi khi đáng gờm. Hơn nữa, chúng sẽ ăn mọi thứ nếu cần. Ban đầu, các nhà khoa học tin rằng loài cá mập bò chỉ sinh sống trong hồ này. Nhưng họ sớm khám phá ra rằng có người từng nhìn thấy loài cá mập này ở vùng biển Caribe. Những sinh vật gây sửng sốt này không chỉ vượt qua quãng đường 193 km để đến đây mà còn thích nghi được với nước ngọt, điều mà không phải loài cá nào cũng làm được. Hố xanh lớn của Belize là một nơi có sức hút lớn đối với các thợ lặn. Nó sở hữu làn nước xanh thẫm tuyệt đẹp và tọa lạc gần đất liền, cách khoảng 100 km. Vấn đề là bên dưới mặt nước tĩnh lặng là một loạt đường hầm hỗn hợp chứa nhiều loại san hô và động vật hoang dã. Những hang động này gây cản trở cho việc lặn ở dưới hố xanh lớn. Hơn thế nữa, các chuyên gia phát hiện ra rằng càng xuống sâu dưới hố thì số sinh vật càng ít đi. Tại sao? Do một lớp hydro sulfur ẩn kéo dài trên toàn bộ chiều rộng của hố sụt. Vì không có oxy, không có sinh vật nào có thể sống sót dưới đáy của hố xanh lớn. Hồ Lanier là hồ lớn nhất ở tiểu bang Georgia. Mỗi năm nó thu hút rất nhiều khách du lịch, khoảng 11 triệu, tương đương lượng khách du lịch đến tham quan bảo tàng Louvre tại Paris. Tuy nổi tiếng là thế, nhưng rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên hồ này mà không ai biết chắc lý do. Một trong những lời giải thích khả thi nằm bên dưới mặt hồ bí ẩn này. Dưới đáy hồ có rất nhiều mảnh vỡ và đống đổ nát cùng với các vật thể ngẫu nhiên bị ném xuống như thuyền, ghế sân vườn và thậm chí cả dây câu. Tất cả những thứ này tạo ra một đường đùa chướng ngại vật dưới nước đầy trắc trở. Cùng với đó, tầm nhìn bị hạn chế trên mặt hồ khiến cho việc xác định phương hướng ở nơi này trở nên khó khăn. Một hồ khác trông giống như bị chỉnh màu thái quá là Grand Prismatic Spring, nằm trong công viên quốc gia Yellowstone, trải dài đến tiểu bang Wyoming, Montana và Idaho. Việc bơi lội ở đây hoàn toàn bị cấm. Ở giữa hồ, nhiệt độ lên tới 87 độ C, gần với nhiệt độ sôi, và vòng ngoài cùng đạt khoảng 55 độ C. Đó là nguyên nhân tạo nên màu sắc, vì tâm hồ nước quá nóng khiến cho sự sống không thể tồn tại, do đó không có gì che mặt nước. Việc thiếu sinh vật sống ở nơi đây đã tạo nên màu xanh rực rỡ cho làn nước, như thể có ai đó đã sơn màu cho hồ vậy. Trên hòn đảo Cyprus nhỏ ở Địa Trung Hải, mưa không thường xuyên xảy ra vào mùa hè. Chính vì vậy, một số vùng nước ở đây trở nên khô cạn đến nỗi, ở một số khu vực nhất định, muối nung tạo thành một lớp bao phủ mặt nước. Đó là trường hợp của hồ muối Lanaka. Đừng để bị quang cảnh kỳ lạ ở đây đánh lừa nhé. Các vùng đất này có thể dễ dàng trở thành một cái bẫy. Đó là do người ta dễ nhầm lẫn bề mặt khô ráo với lớp muối mỏng trên mặt nước hoặc phía trên bùn. Hơn thế nữa, bên dưới lớp vỏ là tinh thể muối có thể gây ra vấn đề cho da người. Hố Samaesan là một trong những nơi nguy hiểm nhất đối với hoạt động bơi lội trên toàn Thái Lan. Đó là do nó rất sâu, khoảng 85 mét và cực kỳ tối.
Đến một điểm nhất định, khi một người lặn xuống bên dưới, họ có thể đến nơi có tầm nhìn bằng không. Cũng dễ hiểu tại sao nhiều người lúng túng và không tìm được đường lên nữa. Hồ lớn nhất ở châu Phi và lớn thứ ba trên thế giới có tên là hồ Victoria. Không phải vùng nước nào của hồ cũng nguy hiểm đối với con người, nhưng một số vùng có thể nhanh chóng gây ra vấn đề. Tại sao ư? Một phần vì nó có hệ thống thời tiết biệt lập, và điều đó làm cho thời tiết rất không ổn định. Trời quang đãng và nắng to có thể nổi giông bão chỉ trong vài giây. Bạn hiểu mà, ai lại muốn gặp bão trong lúc đang bơi thư giãn chứ? Hồ Pustoye tọa lạc ở Siberia. Vì vậy, chắc là tôi không cần phải nói với bạn rằng nước ở đây cực kỳ lạnh. Nhưng nếu nhìn vào hồ, bạn sẽ không thấy có gì khác thường. Có thật là vậy không? Nhiều khả năng là không. Và mọi người có xu hướng tránh tuyệt đối không bơi ở đây, ngay cả khi họ có thể chịu được nước lạnh cóng. Vậy điều gì khiến hồ Pustoye trở nên bí ẩn và nguy hiểm như vậy? Chà, dường như không có sinh vật nào muốn sống tại đây và các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được lý do. Họ đã cố gắng thả nhiều loài cá và thực vật vào hồ để xem liệu chúng có thể sống sót không, nhưng kết quả thì thật đáng thất vọng. Vì chúng ta không biết chính xác điều gì khiến cho việc sinh tồn ở đây trở nên khó khăn đến thế, nên đừng vội đi lấy quần bơi nhé. Tốt nhất là hãy tránh xa. Này, không cần phải nói với tôi hai lần đâu. Sự bất thường của biển Baltic. Năm 2011, một đội thợ lặn đã lặn xuống đáy vùng nước phía bắc của biển Baltic. Họ thực hiện hành trình truy tìm kho báu, nhưng những gì họ tìm thấy là một vật thể khá kỳ lạ. Khi họ chụp ảnh nó và cho những người khác xem, nhiều người tin rằng đó là con tàu vũ trụ bị đắm của một nền văn minh khác. Vài người khác nghĩ rằng tự nhiên đã tạo ra vật thể đó, nhưng những kim loại bên trong cấu trúc này chắc chắn không thể hình thành một cách tự nhiên. Một số nhà khoa học thậm chí còn tin rằng đó là một thứ gì đó xuất hiện từ kỷ băng hà, hay thậm chí có thể là một thiên thạch hồi đó đã bị mắc kẹt dưới băng. Vật nước xoáy là một xoáy nước, một dạng dòng hải lưu xoáy mạnh, hình thành khi hai dòng nước gặp nhau và tạo ra xoáy tròn. Ngay cả những người Viking dũng cảm cũng sợ vật xoáy nước vì chúng mạnh đến mức có thể đánh chìm những con tàu lớn. Những xoáy nước như vậy vẫn nguy hiểm cho đến tận ngày nay. Nhưng may mắn là không phải đối với những con tàu hiện đại, loại đủ lớn để chống chọi với sức mạnh của xoáy nước. Tuy nhiên, một con tàu du lịch đi vào vực nước xoáy thường phải đối mặt với những con sóng to, có thể lắc lư những con tàu lớn qua lại một cách khá dữ dội. Vực nước xoáy có thể mạnh đến mức biến thành một lỗ đen dưới nước. Vâng, lỗ đen không chỉ hiện diện trong không gian lạnh giá, bạn cũng có thể tìm thấy chúng ở đây trên trái đất, xoáy dưới các đại dương. Chúng giống lỗ đen trong không gian vì chúng được nén chặt đến mức không thứ gì chúng bẫy mà có thể thoát ra được. Các lỗ đen dưới nước thường có đường kính lên tới 150 km. Và dù nếu bạn rơi vào một trong số đó, có lẽ bạn cũng không biết. Những lỗ đen này giống như những cơn lốc xoáy, nhưng vì rất lớn nên ngay cả các chuyên gia cũng khó nhìn thấy ranh giới của chúng. Đây là thông tin dễ chịu hơn này. Lần tới khi đi biển hãy để ý, có thể bạn sẽ thấy một hiện tượng quang học gọi là tia chớp xanh lục đấy. Bạn sẽ thấy nó ngay sau hoàng hôn hoặc ngay trước bình minh. Nó xảy ra khi mặt trời gần như hoàn toàn nằm dưới đường chân trời, nhưng vầng phía trên vẫn có thể nhìn thấy được. Chỉ trong một hoặc hai giây, vầng mặt trời phía trên sẽ có màu xanh lục. Lý do là vì bạn đang nhìn mặt trời qua những chỗ dày hơn của bầu khí quyển khi nó di chuyển xuống dưới. Khi mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, ánh sáng khúc xạ hoặc uốn cong trong bầu khí quyển và bị phân tán. Hãy chờ một ngày quang đãng, không có mây hay sương mù ở đường chân trời để quan sát hiện tượng này rõ hơn nhé. Bạn đang mong chờ một buổi đi bơi thư giãn khi nước trong đại dương có màu đỏ. Tốt hơn hết là đừng xuống nước nha. Florida được biết đến với hiện tượng thủy triều đỏ. Hiện tượng này xảy ra khi nồng độ của một loại phi tảo đặc biệt cao hơn bình thường. Hàng ngàn loài tảo dưới biển và vùng nước ngọt hầu như vô hại đối với động vật và con người. Chúng thậm chí còn giúp chúng ta vì là một nguồn cung cấp oxy quan trọng. Nhưng một số, ví dụ như tảo khiến đại dương có màu đỏ, có thể cực kỳ nguy hiểm đối với động vật biển như rùa biển, cá và chim biển. Loại tảo này có thể phát triển ngoài tầm kiểm soát và tạo ra chất độc thần kinh có hại cho con người, nhất là những người có vấn đề về hô hấp. Những người này nên tránh các khu vực có thủy triều đỏ, nhất là khi những cơn gió đủ mạnh để đẩy tảo vào bờ.
núi lửa có thể phun ra khí độc, tro và dung nham nóng đỏ. Đó là những mối nguy hiểm rõ ràng nhất mà hầu hết chúng ta đều đã biết. Nhưng núi lửa ngầm lại rất phức tạp theo cách riêng của chúng. Đôi lúc khi tọa lạc ở vùng nước nông, chúng tiết lộ sự hiện diện của mình bằng cách khiến các mảnh đá và hơi nước bắn lên cao trên bề mặt. Vì núi lửa dưới biển được bao quanh bởi nguồn nước vô hạn, nên chúng có thể hoạt động khác với núi lửa trên đất liền. Khi chúng phun trào, nước biển sẽ tràn vào các lỗ thông hơi nằm ở dưới nước. Dung nham có thể lan rộng khắp đáy biển nông hoặc đôi khi chảy ra biển từ các ngọn núi lửa trên đất liền. Khi ở trong nước, nó có thể nguội đi nhanh đến mức vỡ thành đá vụn và cát. Vì vậy, có một lượng lớn các mảnh vụn núi lửa còn sót lại ở đó. Bạn biết những bãi biển cát đen nổi tiếng ở Hawaii không? Đó là cách mà chúng hình thành đấy. Dung nham nóng và những vụ phun trào mạnh mẽ chắc chắn là không an toàn. Nhưng núi lửa ngầm ở vùng nước sâu hơn cũng nguy hiểm không kém. Mặc dù chúng không nhất thiết phải phun trào, chúng tạo ra các túi bong bóng. Những bong bóng này làm giảm độ đặc của vùng nước xung quanh, thậm chí có thể làm chìm tàu. Điều tồi tệ nhất là khi nhìn bề mặt đại dương, bạn cũng không biết có điều gì đó không ổn. Nhưng đồng thời, có những bong bóng nhỏ xuất hiện khiến tàu mất khả năng nổi và có rất ít sự cảnh báo. Biển giao nhau là một hiện tượng hiếm gặp, nhìn rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Đó là khi bạn nhìn thấy những con sóng vuông, phổ biến hơn ở những chỗ nông của đại dương. Bạn sẽ thường thấy hiện tượng này ở Pháp hoặc một số bãi biển của Tel Aviv. Nhưng nó cũng có thể xảy ra ở nhiều vùng ven biển khắp thế giới. Hiện tượng biển giao nhau xảy ra khi hai kiểu sóng di chuyển ở các góc xiên. Chúng tạo thành mô hình giống bàn cờ như vậy. Hiện tượng này chủ yếu xảy ra khi hai đợt sóng gặp nhau hoặc khi một đợt sóng đẩy sóng theo một hướng trong khi gió mạnh đẩy theo hướng khác. Những con sóng vuông này có thể gây nguy hiểm cho những người bơi lội và chèo thuyền. Sóng do dòng hải lưu mạnh tạo ra có thể rất khó đoán và khá cao, nhiều lúc lên đến gần 3 mét. Hiện tượng này đôi khi được gọi là bức tường trắng. Những con sóng có thể mạnh đến mức làm lật cả những con thuyền lớn. Nếu bạn đổ đầy nước biển vào một chiếc ly trong suốt và nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy rất nhiều những hạt rất nhỏ. Nước biển chứa muối hòa tan, chất béo, tảo, protein, chất tẩy rửa cùng các chất hữu cơ và nhân tạo khác. Nếu bạn lắc chiếc ly, bạn sẽ thấy những bong bóng nhỏ tạo thành trên bề mặt. Đó là cách bọt biển hình thành khi sóng và gió khuấy động đại dương. Khi bạn nhìn thấy hiện tượng bọt biển dày, đó có thể là do tảo nở ra gây nên. Khi những đám tảo lớn vỡ ra dưới biển, một lượng lớn vật chất đó sẽ di chuyển về hướng đất liền. Hầu hết các loại bọt biển đều không gây nguy hiểm cho con người, nhưng khi các đám tảo vỡ ra thì có thể tác động tiêu cực đến cả môi trường lẫn chúng ta. Ví dụ, khi bong bóng bọt biển vỡ, các chất độc mà chúng chứa sẽ được giải phóng vào không khí và chúng có thể làm cay mắt hoặc gây ra một số vấn đề sức khỏe khác. Bạn sẽ nhìn thấy hiện tượng triều dâng ở những nơi có một dòng sông đổ ra biển hoặc đại dương. Đó là khi một đợt thủy triều mạnh đi ngược dòng hải lưu và đẩy dòng sông lên. Triều dâng thuộc nhóm hiện tượng gọi là nước dâng. Đó là sự thay đổi đột ngột về độ sâu. Triều dâng là một đợt nước dâng thuận, nghĩa là nó đẩy một dòng sông lên, khiến dòng sông sâu hơn nhiều. Nước dâng ngược là khi dòng sông đột nhiên trở nên rất nông. Bạn sẽ không thấy hiện tượng triều dâng ở mọi nơi đâu. Con sông phải khá nông và cửa sông phải hẹp. Nơi gặp gỡ giữa biển và con sông phải rộng và bằng phẳng. Ngoài ra, khu vực giữa thủy triều thấp và cao phải rộng ít nhất 6 mét. Tất nhiên, có một số ngoại lệ như sông Amazon, con sông lớn nhất thế giới. Cửa con sông này không hẹp, nhưng ở đó vẫn có triều dâng. Lý do là vì miệng sông khá nông, đồng thời có nhiều bãi cát và đảo trũng. Triều dâng ở đó mạnh đến mức sông Amazon thậm chí không có đồng bằng. Trầm tích của nó đổ thẳng vào Đại Tây Dương, nơi các dòng chảy nhanh cuốn nó đi. Triều dâng thường không thể đoán trước và có thể cực kỳ nguy hiểm. Trong nhiều trường hợp, nó làm thay đổi màu sắc của dòng sông từ xanh lục hoặc xanh lam thành nâu. Nó có thể làm hỏng thảm thực vật hoặc thậm chí bứng cây ra khỏi mặt đất. Vì vậy, việc chơi các môn thể thao giải trí như chèo thuyền kayak và lướt sóng trên sông ở những khu vực này khá nguy hiểm. Ngay cả khi bạn chỉ muốn nhìn triều dâng thì cũng hãy cẩn thận,
Sóng thủy triều có thể quét qua chỗ bạn đứng và kéo mọi thứ lẫn mọi người xuống dòng sông đang cuộn trào. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con hải sâm nằm trên cát và nghĩ nó trông như một đốm ọp ẹp chưa? Chà, sinh vật này có vẻ yếu ớt và không có khả năng tự vệ, nhưng chúng thực sự có một số chiến lược cực hay để giữ an toàn cho bản thân. Các nhà sinh học đã phát hiện ra các hợp chất hóa học giúp hải sâm tự bảo vệ mình khỏi những kẻ săn mồi và thậm chí khỏi độc tố của chính chúng. Đoán xem này, những hợp chất này hữu ích cho sức khỏe con người đấy. Khi hải sâm cảm thấy bị đe dọa, chúng có thể trục xuất các bộ phận giống như sợi chỉ trên cơ thể. Mấy cái ống này làm bất động những kẻ săn mồi như một cái ôm độc hại. Độc tính đến từ một số hợp chất hóa học thường được tìm thấy trong thực vật. Thật thú vị, hóa chất này ít phổ biến hơn ở động vật, nhưng hải sâm đã tiến hóa để sử dụng chúng một cách có lợi. Các chất này cũng được biết đến với đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Chúng đã được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như mỹ phẩm chẳng hạn. Nhưng việc sử dụng những hóa chất này để phong thủ sẽ tạo ra một vấn đề lớn đối với hải sâm. Chúng cần tránh gây tổn hại cho bản thân bằng chính chất độc của mình. Điều đó có nghĩa là các tế bào của chính chúng không thể chứa cholesterol, mục tiêu mà các chất độc nhắm đến và xuyên thủng. Thay vào đó, hải sâm đã phát triển hai loại chất thay thế cholesterol. Chiến lược tự vệ ấy mà. Nếu bạn có thể tạo ra những chất độc hại này, bạn phải không là nạn nhân của chính mình chứ. Trông thì thông minh và dễ thương đấy, nhưng giờ bạn đã biết không được chạm vào hải sâm nếu tình cờ gặp một con ở bãi biển rồi nhé. Tiện nói về điều bạn nên tránh ở bãi biển, hãy chuyển sang ốc nón cẩm thạch, một sinh vật độc đáo và nguy hiểm đến mức khiến bạn phải quay cuồng. Đây là một trong những du khách từ thế giới khác. Nó có thể được tìm thấy khắp nơi từ mũi phía nam của Ấn Độ đến Okinawa, Nhật Bản và phía đông nam đến New Caledonia và Samoa. Quy mô tầm cỡ châu lục luôn mà. Và điều thú vị không chỉ ở nơi nó được tìm thấy mà cả cách nó săn mồi nữa. Loài ốc này có thể nhỏ nhưng nó là một kẻ săn mồi hung dữ. Nó thích ăn những con ốc khác và đôi khi là cả đồng loại của nó luôn. Khi đói, nó sẽ nhe chiếc răng dài màu trắng và bắn một cây lao chứa đầy chất độc vào con mồi. Và nếu điều đó không hiệu quả, nó sẽ tấn công con mồi nhiều lần, cho chắc. Quá là quyết tâm chứ bộ. Một khi cây lao móc trúng mục tiêu, con mồi sẽ bất động và các cơ của nó bắt đầu giãn tới mức không thể phục hồi. Và khi con mồi bất lực, ốc nón có thể bắt đầu nhai nó. Bạn có thể thắc mắc là sinh vật đáng sợ này ở đâu? Chà, nó được tìm thấy ở những vùng nước khá nông, điển hình là trên nền rạn san hô hoặc đỉnh đầm phá, cũng như trên cát, dưới đá hoặc giữa đám cỏ biển. Hãy chú ý đến bước đi của bạn vào lần tới khi ra ngoài bơi. Tôi nói vậy thôi. Về mặt tích cực, bạn có biết rằng nọc độc của loài ốc sên này đang được phát triển như một phương pháp điều trị nỗi đau tiềm năng không? Một số hóa chất được tìm thấy trong chất này đã được nghiên cứu và chúng đang cho thấy nhiều hứa hẹn. Ai biết rằng kẻ săn mồi bất thường này cũng có thể có mặt yếu lòng như vậy chứ. Tiếp theo trong danh sách những sinh vật cần tránh là một loài cá nhỏ gọi là cá đá. Giờ bạn có thể nghĩ rằng nó nghe có vẻ giống như một hòn đá cưng nhỏ dễ thương. Nhưng để tôi nói cho bạn biết, đừng gây lộn với nó. Trên thực tế, nó là loài cá độc nhất trong toàn bộ đại dương đấy. Những kẻ này là bậc thầy về ngụy trang, hòa nhập ngay với môi trường xung quanh ở đáy đá hoặc bùn trong môi trường sống ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Chúng giống như những ninja biển cả, kiên nhẫn chờ đợi con mồi bơi qua trước khi nhanh chóng tấn công và nuốt chửng nó. Nhưng vấn đề là ở đây, bạn có thể dễ dàng bơi ngay cạnh một con cá đá mà không hề nhận ra nó ở đó. Giờ tôi hiểu bạn đang nghĩ gì. Tôi không muốn vô tình giẫm phải một con cá đá đâu. Và hãy tin tôi, bạn thực sự không muốn đâu. Mấy kẻ này có rất nhiều gai dọc lưng và chúng tiết nọc độc khi bị giẫm lên. Ôi, nọc độc đó có thể gây ra những cơn đau khủng khiếp, sưng tấy và các mô bị tổn thương. Không hẳn là một ngày tốt lành gì ở bãi biển. Nhưng đừng lo lắng, cá đá không ra ngoài để bắt bạn. Nó sử dụng gai của mình để phòng thủ chứ không tấn công. Vì vậy, miễn là bạn không làm phiền nó hoặc giẫm lên nó, bạn sẽ ổn thôi. Chỉ cần cẩn thận nơi bạn bước và cân nhắc đầu tư mua giày dưới nước. Và nếu bạn vô tình bị đốt, hãy gọi chăm sóc đặc biệt ngay lập tức. Tốt nhất là luôn quan sát nơi bạn đi
lê chân dọc theo đáy để tránh giảm trực tiếp lên cá, và mang giày chống nước nếu bạn đang ở khu vực có thể là nơi sinh sống của cá đá. Bạn đã bao giờ có niềm vui khi gặp một con cá mao tiên ở gần chưa? Chúng là những sinh vật xinh đẹp với đủ màu sắc và vây, trông giống như đôi cánh và phụ kiện. Thật dễ dàng để bị mê hoặc bởi sự sang trọng của chúng. Nhưng đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài lộng lẫy này. Không phải dạng vừa đâu. Trên thực tế, chúng là một trong những loài cá nguy hiểm nhất đại dương. Nếu bị đốt, bạn sẽ rất đau, thậm chí có thể bị dị ứng. Cá sư tử tiêm nọc độc qua vây lưng và vây bụng sắc như kim của chúng. Chúng không hung dữ và sẽ không chích bạn bất ngờ, nhưng chúng sẽ hành động để tự vệ nếu bị khiêu khích hoặc bị bắt. Không chỉ nọc độc khiến chúng trở nên nguy hiểm, chúng còn có những chiếc răng nhỏ xíu, nhưng thay vì sử dụng chúng để cắn những kẻ săn mồi, chúng có một thứ thậm chí còn nguy hiểm hơn. Phần vây, cá mao tiên sử dụng những chiếc vây giống như xương sống này để xua đuổi những kẻ săn mồi. Và thật không may, thế bao gồm cả con người. Vì vậy, mặc dù bạn có thể muốn bơi đến gần một con cá như vậy và chào hỏi, nhưng hãy cẩn thận với những chiếc gai sắc nhọn của nó nhé. Nhưng vấn đề là cá mao tiên có thể ăn được. Nhiều người nói rằng chúng thực sự khá ngon, và vì chúng là mối đe dọa đối với hệ sinh thái rạn san hô, nên việc tiêu thụ của con người được khuyến khích. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn loại bỏ các gai độc đầu tiên thôi. Nếu bạn đang lặn với ống thở hoặc bơi gần các rạn san hô ở Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương, bạn có thể bắt gặp loài cá tuyệt đẹp này. Giữ khoảng cách hợp lý giữa bạn và cá mao tiên, chúng sẽ không cảm thấy bị đe dọa hoặc giật mình đến mức chích bạn để phòng thủ. Nhím biển cũng có thể gây ra một số rắc rối nếu tình cờ gặp phải. Đừng lo lắng, chúng sẽ không nhảy ra khỏi rạn san hô và ném gai vào bạn đâu. Chúng hiền khô, sinh vật này ở khắp mọi nơi, từ bờ đá đến rạn san hô, và khá phổ biến ở hầu hết các vùng nước mặn, bao gồm tất cả các đại dương trên thế giới. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các vết thương do nhím biển gây ra cũng khá phổ biến. Nhưng này, tai nạn vẫn xảy ra, đặc biệt là khi ta bị phân tâm bởi một chú rùa nhỏ dễ thương hoặc quá phấn khích khi khám phá một địa điểm lặn mới. Bây giờ, hãy nói về cơ chế bảo vệ của chúng nha. Những kẻ nhỏ bé này có hai cách để tự bảo vệ mình. Gai của chúng và những cấu trúc giống như hàm nhỏ bé này có thể tiêm một chất gây đau đớn. Một số loài có gai dài và sắc nhọn có thể dễ dàng xuyên thủng cả một bộ đồ lặn dày và cắm sâu vào da của bạn. Eo ơi! Nhưng đừng lo lắng, tránh nhiễm biển không phải là khoa học tên lửa. Chỉ cần cố gắng duy trì nhận thức tốt về môi trường xung quanh, coi chừng những chiếc gai nhô ra trên cát và kiểm soát sức nổi của bạn. Nó sẽ giúp bạn tránh xa san hô ít nhất vài feet. Nó có thể giấu nhím trong các kẽ hở của chúng. Và nếu lối vào bờ có nhiều nhím biển, hãy chọn một địa điểm lặn khác, không vấn đề gì. Giờ hãy nói về cách sơ cứu khi bị nhím biển đốt nhé. Ngâm bộ phận này trong nước nóng khoảng 1 tiếng rưỡi có thể giúp phá vỡ chất nguy hiểm và giảm đau. Cẩn thận loại bỏ các gai bằng nhíp và cạo sạch lông khu vực đó để loại bỏ các gai khó chịu đó. Sau đó rửa vùng bị thương bằng xà phòng và rửa sạch bằng nước ngọt. Bôi kem bôi ngoài da nếu bạn có trong túi đi biển. Và tất nhiên hãy để ý các dấu hiệu dị ứng và liên hệ ngay với bác sĩ chuyên khoa nếu bạn nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Nhưng này, đừng quên rằng nhiễm biển chỉ là một trong nhiều mối nguy hiểm của biển sâu thôi. Ngoài ra còn có giun lửa râu, cá nóc và san hô lửa. Vì vậy đừng quá khắt khe với những người bạn nhím nhỏ của chúng ta. Rốt cuộc so với một số sinh vật khác, chúng khá hiền hậu đấy chứ. Ở giữa khu rừng rậm rạp, người nọ dấn thân vào một chuyến đi bộ xuyên rừng, khám phá chiều sâu tiềm ẩn của sân chơi thiên nhiên. Nhưng đây không phải là cuộc tản bộ thông thường qua những tán cây của bạn. Nó đã trở thành một khám phá kỳ lạ và đáng sợ. Nhân vật chính của chúng ta, với đôi mắt lấp lánh tò mò, phát hiện ra một cái hang ẩn trong bóng tối. Sự tò mò lấn át nỗi sợ hãi, và nhà thám hiểm của chúng ta đang tiến đến gần hơn. Đó không phải là một cái hang ngẫu nhiên. Cái hang này thuộc về một con cáo. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu đó là một nước đi sai lầm và họ nên bỏ chạy nhỉ? Vào mùa xuân vui tươi, khi thiên nhiên trở nên sống động với năng lượng tuyệt vời, cáo tham gia vào vũ điệu sống phức tạp của chúng. Trong thời gian này, cáo tìm kiếm niềm an ủi trong nơi trú ẩn dưới lòng đất của chúng.
trong suốt thời gian còn lại của năm, khi thế giới xung quanh chúng phát triển mạnh mẽ. Cáo thích đắm mình dưới ánh nắng mặt trời, tìm kiếm sự thoải mái trên mặt đất, trừ khi thời tiết trở nên tồi tệ hơn. Trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, chúng tìm nơi ẩn náu trong hang của mình, che chắn bản thân khỏi các tác nhân bên ngoài. Những hang này được gọi là đất cáo, thường chỉ bao gồm một vài lối vào, đôi khi bị phủ bởi đất và mảnh vụn rải rác. Trong những tháng mùa đông, những con cáo cần cù siêng năng đào thêm hang để đón chào mùa xuân sắp tới. Đôi khi, trong số những tàn tích của cuộc hành trình dưới lòng đất có hài cốt của những con cáo. Đó là minh chứng cho vòng đời của cáo trong những mạng lưới phức tạp dưới lòng đất này. Nếu một người khám phá vùng lân cận của đất cáo, người ta sẽ nhận thấy dấu vết thức ăn tươi còn sót lại bên ngoài hang trong suốt tháng 4 đến tháng 6. Trong thời kỳ này, khi những chú cáo con vui tươi tô điểm cho trái đất với sự hiện diện của chúng, người ta có thể tìm thấy tàn tích bữa tiệc của chúng, một dấu hiệu thú vị về sự sống đang diễn ra. Vậy những khu vực này trông như thế nào? Rốt cuộc thì trong rừng cũng có những loài động vật khác có hang ổ. Bây giờ chúng ta hãy đi vào trọng tâm của vấn đề. Hang cáo, nơi ẩn náu khó nắm bắt của những sinh vật tinh nghịch này, thường nằm ở những khu vực có nhiều cây xanh tươi tốt. Bạn có thể tìm thấy những sinh vật ấy ẩn náu dưới những cành cây hoặc tìm nơi ẩn náu dưới những tảng đá hùng vĩ. Nếu bạn tình cờ gặp một cái lỗ nhỏ ấm cúng có vẻ như được thiết kế riêng cho một con cáo và ngửi thấy mùi thơm, không thể nhầm lẫn kèm theo những manh mối hấp dẫn khác như xương rải rác, thì có khả năng bạn đã phát hiện ra một hang cáo. Chao ôi, người bạn tò mò của tôi, không có công thức rõ ràng nào về nơi những con cáo danh mãnh này chọn làm ổ. Chúng sở hữu một khả năng kỳ lạ để thích nghi với các môi trường đa dạng, có thể là đồng cỏ rộng mở, rừng rậm hay thậm chí là vùng lãnh nguyên khắc nghiệt. Hãy tưởng tượng thế này, hang cáo bao gồm tối thiểu 4 đến 5 phần, có lối vào lớn, đoạn đường dốc luôn quan trọng, hang chính và một căn phòng bí mật được dùng làm nơi cất giữ thực phẩm. Tùy thuộc vào số lượng cá thể của đàn cáo thì có thể có thêm phòng để chứa cả đàn. Bây giờ, hãy tưởng tượng buổi khai trương hoành tráng của hang cáo. Lối vào và đoạn đường nối tạo thành một hành lang dẫn sâu vào lòng đất khoảng 1-3 mét, kết nối thế giới bên ngoài với thiên đường ấm cúng bên trong. À mà còn nữa nè, cáo là những nhà lập kế hoạch thông thái. Chúng dự trữ kho báu kiếm được trong hang. Vâng, chúng có kho thực phẩm riêng, nơi cáo giấu tất cả những món ăn hảo hạng của mình. Số lượng phòng trong hang có thể khác nhau, tùy theo kích thước của đàn. Vì những sinh vật xảo quyệt này phải đảm bảo rằng có đủ không gian để sinh và nuôi những đứa con đáng yêu của chúng. Chúng thậm chí có thể đào thêm đường hầm và tạo thêm lối vào chỉ để khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn. Bây giờ hãy nói về vấn đề ẩm thực. Cáo là loài sành ăn, chúng dự trữ thức ăn với số lượng lớn, sẵn sàng vượt qua mùa đông và mùa giao phối. Tuy nhiên, chúng không phải là những người tích trữ quá nhiều. Chúng thường tích trữ vừa đủ để tồn tại trong vài ngày, vì chúng không ăn con mồi tươi mỗi ngày. Các loại quả mọng và trái cây thường tô điểm cho các ngăn dự trữ, trong khi các loại thịt ngon sẽ chiếm vị trí trung tâm trong cuộc phiêu lưu ẩm thực của chúng. Bạn có tò mò về khoảng cách của các ổ cáo ư? Chà, nếu vùng đất ấy trù phú với nguồn thức ăn dồi dào và nước ngọt, bạn có thể tình cờ gặp 2 hoặc 3 ổ cáo trong bán kính 10 dặm vuông. Nhưng nếu nguồn thực phẩm khan hiếm, bạn có thể phải mở rộng phạm vi tìm kiếm của mình ra khoảng 20 dặm vuông để chỉ tìm thấy một cái hang. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó. Cáo, đúng với bản chất tháo vát của chúng, thường có nhiều ổ. Chúng duy trì hang ổ chính, thường được gọi là hang nguyên quán, nơi chứa đựng giá trị về tình cảm. Ngoài ra, chúng còn có một hang dự phòng cho một số trường hợp không lường trước được. Và đừng quên sở trường đánh chiếm những ngôi nhà bị bỏ rơi hoặc mượn luôn hang của đàn khác. Đúng là những kẻ lừa đảo thông minh phải không nào? Bây giờ, chúng ta hãy nói về những sinh vật tuyệt vời này. Cáo có rất nhiều loài, kích cỡ và biến thể thú vị nằm rải rác trên khắp hành tinh của chúng ta. Nhưng ngôi sao của chương trình là loài cáo đỏ, được tìm thấy ở mọi châu lục ngoại trừ Nam Cực băng giá.
Mặc dù hầu hết loài cáo thích sự yên tĩnh của cảnh quan nông thôn, nhưng đừng ngạc nhiên khi thấy chúng đi vào khu vực thành thị và ngoài ô, nơi đường đi của chúng có thể gặp phải con người. À, cuộc gặp gỡ giữa con cáo và con người, một câu chuyện về hai thái cực. Một số người tốt bụng cố gắng thu phục những con vật này, đưa cho chúng những miếng thức ăn ngon và dỗ dành chúng. Mặt khác, có những người chỉ nghĩ đến cáo cũng đã run sợ vì bản chất xảo quyệt và hung dữ của loài này. Bây giờ hãy hình dung đến kịch bản như sau. Điều gì sẽ xảy ra nếu một con cáo tiếp cận bạn hay tấn công bạn? Thông thường, cáo không gây nguy hiểm cho con người và không có ý định xấu. Chúng thích ăn thịt động vật có vú nhỏ hoặc gia súc và dành sự hung hãn để săn mồi hoặc tự vệ. Tuy nhiên, đã có báo cáo về trường hợp cáo chạm trán với con người, bao gồm cả những lần vô tình. Do đó, việc hiểu biết những bước cần thiết nếu một con cáo đến gần hoặc vồ lấy bạn là điều quan trọng. Cáo có thể được thuần hóa, tuy nhiên, tâm hồn chúng vẫn hoang dã và hành động của cáo có thể cực kỳ khó đoán. Chúng có thể tạm thời trở nên ngoan ngoãn, nhưng vẫn sẽ quay trở lại với bản năng chưa được thuần hóa của mình khi cảm thấy bị dồn vào chân tường, bị đe dọa, đói hoặc đơn giản là khi sợ hãi. Đương nhiên, cáo coi con người chúng ta là mối đe dọa tiềm tàng và hành động nên làm của chúng ta là đáp lại cách tiếp cận thận trọng của chúng. Đừng bao giờ cố gắng tiếp cận một con cáo, ngay cả khi nó tỏ ra ngoan ngoãn và thân thiện, vì tính khí của nó có thể thay đổi trong vài giây khi bạn mất cảnh giác. Hãy tránh những chuyển động đột ngột và chống lại ý muốn nhích lại gần hơn, và làm như vậy có thể kích động hoặc khiến người bạn cáo sợ hãi. Trong hầu hết các trường hợp, khi cáo phát hiện có người ở gần, nó sẽ nhanh chóng bỏ chạy hoặc tìm nơi ẩn náu. Tuy nhiên, nếu bạn thấy mình đang bị mắc kẹt trong thế giằng co với một con cáo, cách hành động tốt nhất là lùi lại một bước và cho phép nó có không gian riêng. Nếu một con cáo vẫn tiếp cận, hoặc nếu bạn gặp vài con cáo ở gần đó, bạn thân mến của tôi, hãy tránh xa chúng và cho chúng có không gian riêng. Tránh đến gần hoặc cố gắng cho chúng ăn, đặc biệt là bằng tay. Hãy để chúng tự do hoạt động trong khi bạn quan sát cáo từ xa. Trong tình huống con cáo bị mắc kẹt ở đâu đó, chẳng hạn như vô tình vào phòng của bạn, tôi đề nghị bạn hãy giữ bình tĩnh, tránh cao giọng hoặc gây náo động không cần thiết vì có thể kích động cáo tấn công. Thay vào đó, hãy giữ im lặng, giữ khoảng cách an toàn với sinh vật này và cung cấp cho nó một lối thoát. Đảm bảo cửa ra vào và cửa sổ không bị cản trở, mang lại cho cáo sự tự do mà nó tìm kiếm. Vào thời điểm thích hợp, nó sẽ nhanh chóng thoát ra. Tuy nhiên, nếu điều không may đến với bạn và bạn rơi vào tình huống không may bị cáo tấn công, hãy nhớ giữ bình tĩnh, tránh việc thả thú cưng của bạn hoặc truy đuổi con cáo. Chỉ cần cho phép nó tự rút lui. Nếu con cáo vẫn cố chấp và không chịu lùi bước, một tràng pháo tay hoặc vài tiếng vỗ tay có thể khiến nó giật mình bỏ chạy. Bây giờ bạn có thể tận hưởng khu rừng rồi. Bạn đã quen với việc đón những người đi nhờ xe trên quãng đường đi làm dài của mình chưa? Chắc là bạn muốn nghe về kiểu lừa đảo quá giang rồi đúng không? Thủ thuật này nhắm vào những người lái xe không nghi ngờ. Trò lừa đảo thường bắt đầu bằng việc có người giả làm người quá giang và vẫy một chiếc ô tô bên đường. Họ nói rằng mình bị kẹt lại hoặc cần được chở đến một thị trấn hoặc thành phố gần đó. Trong một số trường hợp, người quá giang có thể yêu cầu tài xế tấp vào một địa điểm cụ thể, chẳng hạn như trạm xăng hoặc cửa hàng tiện lợi. Sau đó họ sẽ biến mất cùng với tiền hoặc các vật có giá trị khác của tài xế. Trò lừa đảo này cũng có thể được thực hiện theo nhóm, trong đó một nhóm người sẽ vẫy một chiếc ô tô và yêu cầu đi nhờ xe. Và khi chiếc xe đang di chuyển, chúng sẽ đe dọa tài xế và lấy cắp tiền, vật có giá trị hoặc thậm chí là chính chiếc ô tô luôn. Điều quan trọng là phải cảnh giác với trò lừa đảo này và luôn thận trọng khi đón những người quá giang. Tốt nhất là tránh đưa tiền hoặc các vật có giá trị khác cho bất kỳ ai tuyên bố cần đi nhờ xe và không bao giờ tấp vào một địa điểm không an toàn hoặc không quen thuộc nhé! Người quá giang không phải là lý do duy nhất khiến bạn có thể gặp rắc rối trên đường. Một lát phô mai không phải là thứ bạn muốn tìm thấy trên chiếc ô tô đang đỗ của mình đâu nhỉ? Vâng, đó có thể là dấu hiệu của nguy hiểm đấy. Một người phụ nữ đã kể câu chuyện về trải nghiệm như vậy trên mạng. Cô nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa của một số thanh niên hàng xóm. Cô quyết định gọi cho một người bạn và nhờ giúp dọn dẹp chiếc xe.
nhưng khi hai người phụ nữ bắt đầu cọ, phần phô mai tan chảy khỏi kính chắn gió của cô ấy. Họ nhìn thấy điều kỳ lạ ở gần đó. Cô nhớ đã nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng đang đến, trong đó có một đám đàn ông nhìn chằm chằm họ một cách đầy nghi vấn. Cô ấy không một mình, vì vậy cô thấy việc dọn dẹp chiếc xe vẫn an toàn, mặc dù họ không cảm thấy thoải mái khi bị nhìn chằm chằm. Họ mất gần một giờ để cạo sạch phô mai đã tan chảy vì nóng. Tuy nhiên, cô ấy băn khoăn tự hỏi liệu đây có phải là một chiến thuật cướp bóc hay không? Đó là bởi vì hầu hết mọi người sẽ quá tập trung vào việc dọn dẹp đống lộn xộn trên xe của cô, dẫn đến bị phân tâm khi để mắt đến những thứ họ để lại trong xe, như túi sách, ví hoặc thậm chí là những món đồ mới mua gần đây. Hoặc tệ hơn, nếu đó là một chiến lược bắt cóc thì sao? Loại phô mai dính đó sẽ khiến một người thực sự tập trung vào việc sửa xe. Vì vậy, họ sẽ không thể nhìn thấy những kẻ khả nghi đến chỗ họ đúng lúc. Điểm mấu chốt rút ra từ câu chuyện này là nếu bạn nhìn thấy một chiếc phô mai trên ô tô của mình, bạn cũng có thể để nguyên như vậy, miễn là nó không cản tầm nhìn và không thực sự ảnh hưởng đến việc lái xe của bạn. Chiến lược an toàn nhất của bạn là làm sạch nó ở nhà, hoặc mang đến tiệm rửa xe gần nhất. Họ sẽ biết cách tốt nhất để làm sạch xe mà không làm hỏng lớp sơn. Ừ thì, trò lừa đảo phô mai trên ô tô có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng vài trò lừa đảo ngoài kia rõ ràng hơn nhiều. Với trò tiếp theo này là một phương pháp cướp xe khá bất thường. Nếu bạn thấy một chiếc áo phông hoặc chiếc áo hoodie trên kính chắn gió hoặc thậm chí bị cuốn giữa các lưỡi gạt nước, đừng vội đẩy nó đi. Một lần nữa, nó có thể được đặt ở đó nhằm mục đích đánh lạc hướng bạn trong khi xe của bạn bị lấy đi. Lái xe đi càng nhanh càng tốt, nếu có thể, và đến một địa điểm an toàn, đủ ánh sáng và có nhiều người. Ở đó, bạn có thể loại bỏ bất kỳ đồ vật nào có trên ô tô của mình mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Một số người thậm chí đã tìm thấy cả tiền dưới lưỡi gạt nước của họ. Hình dung ra chủ đích tương tự của những người làm thế thật dễ như ăn bánh ấy. Có nhiều phương pháp giúp bạn giảm khả năng bị cướp xe. Để lốp xe của bạn quay vào lề đường bất cứ khi nào bạn đỗ xe. Nếu bánh xe ô tô của bạn ở vị trí đó, kẻ trộm sẽ ít có khả năng tháo chạy cùng với chiếc xe. Họ sẽ thấy rằng ô tô của bạn cần nhiều thời gian và năng lượng hơn để dịch chuyển, vì vậy nó sẽ ít trở thành mục tiêu hơn. Đáng buồn thay, lừa đảo trên đường là khá phổ biến, và một trong những loại phổ biến nhất là lừa đảo xe kéo khét tiếng. Trò lừa đảo này liên quan đến việc để lại dầu, đinh kim loại hoặc mảnh thủy tinh trên đường và chờ người lái xe xa bẫy. Nếu xe của bạn bị hư hỏng trong tình huống như vậy, những kẻ lừa đảo sẽ bất ngờ xuất hiện và đề nghị cung cấp dịch vụ kéo xe với giá cực cao. Họ sẽ cố gắng ép bạn sử dụng dịch vụ của họ vì đa số thời gian, đồng bẫy này được giăng ở các vị trí chiến lược. Họ đảm bảo rằng mọi người sẽ bị mắc kẹt ở nơi có tầm nhìn hạn chế và không có trạm xăng nào trong tầm ngắm để bạn có thể đánh giá tổn hại cho xe mình. Trong trường hợp bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý cho họ kéo xe, họ cũng sẽ lợi dụng tình huống đó và đưa xe đến các xưởng sửa chữa không được công ty bảo hiểm của bạn chấp thuận. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn để lấy lại chiếc xe của mình. Nếu bạn đã lái xe đủ lâu, bạn sẽ biết rằng người lái xe đâm vào sau xe khác luôn là người có lỗi. Đó là bởi vì bạn phải luôn giữ khoảng cách thoải mái với xe phía trước để có thể dừng xe an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Một số kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng điều này bằng cách liên tục phanh gấp, khiến bạn va vào chúng. Chiến thuật nguy hiểm này được sử dụng để moi tiền cho những thiệt hại giả định và thậm chí cho cả các chi phí y tế giả nữa. Để tránh trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này, bạn nên giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt là với phương tiện khả nghi hoặc tài xế gây rối. Nếu một kẻ lừa đảo tiếp tục làm phiền bạn khi tham gia giao thông, cách hành động tốt nhất là lái xe đến đồn cảnh sát gần nhất và báo cáo họ. Hình dung thế này, bạn đang lái xe trên đường và đột nhiên một người đi xe máy chú ý đến bạn và chỉ ra rằng bánh xe của bạn đang bốc khói. Bạn vội tấp xe vào lề đường. Người đi xe máy sau đó đề nghị giúp đỡ bằng cách gọi thợ máy để kiểm tra bánh xe của bạn. Đáng ngạc nhiên, thợ máy đến đó rất nhanh nhưng lại tiến hành vô hiệu hóa hệ thống phanh của bạn trong khi kiểm tra nguyên nhân gây khói. Sau đó, anh ta yêu cầu bạn kiểm tra hệ thống phanh của mình. Tất nhiên hệ thống này sẽ không hoạt động vì hắn đã vô hiệu hóa chúng rồi. Giả vờ hữu ích, anh ta đề nghị sửa lỗi cho bạn, nhưng sẽ tính một mức giá rất đắt cho việc đó. Bài học rút ra này,
hãy gắn bó với thợ máy hoặc công ty kéo xe đáng tin cậy của bạn. Bạn sẽ chẳng biết được mình sẽ gặp ai trên đường đâu. Một số trò lừa đảo còn lại là truyền thuyết đô thị nữa. Nhiều người tuyên bố đã nhìn thấy người sai đường trên đường. Một phiên bản của câu chuyện này đề cập đến việc có người đàn ông bị mắc kẹt khi lái xe trên đường một chiều theo hướng ngược lại, gây ra sự hỗn loạn và bối rối khi những người lái xe khác cố gắng tránh anh ta. Người đàn ông được cho là điên cuồng và nguy hiểm với ánh mắt hoang dã và có xu hướng lái xe liều lĩnh. Những câu chuyện khác nói rằng anh ta thậm chí không lái xe, nhưng một khi bạn đã nhìn thấy người bí ẩn này ở bên đường khi đang lái xe về nhà, bạn nên quay đầu lại để không quay lại nhà mình trong ít nhất một tuần. Như thế là vì bạn không muốn điều gì xấu xảy ra. Có vô số câu chuyện về những lần suýt va chạm với nhân vật bí ẩn này. Một số thậm chí còn nói rằng họ đã bị người đàn ông đâm phải và hậu quả là họ bị thương nặng. Mặc dù có nhiều chuyện kể, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy người sai đường thực sự tồn tại. Nhiều chuyên gia cho rằng truyền thuyết chỉ đơn giản là một câu chuyện mang tính cảnh báo nhằm nhắc nhở mọi người về ý thức môi trường xung quanh và lái xe an toàn. Tuy nhiên, truyền thuyết vẫn tồn tại và tiếp tục được truyền qua nhiều thế hệ, khiến nó trở thành một trong những huyền thoại đô thị bền bỉ nhất mọi thời đại.